OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và hôm nay thì Hùng Lê tiếp tục làm cái bản tin vào phiên thứ sáu cuối tuần. Thì trong thứ sáu tuần trước thì Hùng Lê có một sự cố nho nhỏ, đó là máy tính laptop của Hùng Lê nó bị hỏng. Chính vì vậy nên là tất cả các cái công cụ dùng để định lượng và phân tích thị trường thì hiện tại là Hùng Lê không có lấy ra được, và cho đến buổi chiều ngày hôm nay, cho đến hiện tại thì Hùng Lê cũng chưa có thể khắc phục được, và Hùng Lê buộc phải dùng một cái máy tính khác. Để tạm thời chúng ta sẽ phân tích định lượng trên những cái gọi là những cái phản xạ nghề nghiệp, cứ tạm gọi là như vậy. Và sau đó thì trong cái bản tin ngày hôm nay thì gần như là Hùng Lê chỉ phân tích và định lượng thị trường là chính. Còn danh mục các cái mã cổ phiếu thì có thể Hùng Lê sẽ điểm qua một tí, bởi vì là hiện tại thì những cái công cụ mà dùng để phân tích và định lượng cổ phiếu thì gần như là Hùng Lê chưa có làm lại được, bởi vì là bây giờ Hùng đang sử dụng một cái máy tính hoàn toàn khác. Thì cũng rất mong là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cũng có những góc nhìn, chúng ta thông cảm thường lên về những cái sự cố nó không không mong muốn. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào định lượng thị trường thì hiện tại là do là cái việc mà Hùng Lê không có làm được bản tin, chính vậy nên là trong cái team mà Hùng Lê hỗ trợ các anh chị trong team của Hùng Lê thì trong buổi tối ngày 29 tháng 12, tức là ngày kết tuần, tức buổi tối về ngày chủ nhật, thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về thị trường. Đặc biệt là trong cái định lượng về thị trường chung thì Hùng Lê cũng có những cái phân tích định lượng là theo cái kịch bản. Thì đầu tuần thì VN Index của chúng ta sẽ trả lại cung cầu ở quanh vùng 960, tức là cái phiên thứ hai và phiên thứ ba, phiên thứ tư. Nhưng mà phiên thứ tư thì thị trường của chúng ta nghỉ nên là tạm thời chúng ta sẽ có hai phiên đầu tuần sẽ test tạm lại cái cung cầu vùng 960, và những cái phiên cuối tuần thì sẽ có xu hướng kéo về vùng 970 đến 975. Thì Hùng Lê có định lượng về việc ở VN Index của tuần này thì có thể chạm về vùng đó. Và trên cái biểu đồ xu thế thì Hùng Lê vẫn thấy rằng là cái tâm lý cung cầu giữa bên cung cầu đang có những cái điểm giằng co rất là mạnh ở trong phiên. Và chính vì cái điểm giằng co như vậy thì cái lượng cung nó chưa thắng hoặc áp đảo cái lượng cầu, và chính vì vậy nên là cái thị trường của chúng ta thì nó cũng sẽ chưa thể là bước vào một cái trend, một cái kênh xu thế tăng mạnh. Còn đối với phái sinh thì Hùng Lê cũng đã có những cái tiên lượng từ vùng 840, và từ cái vùng đó thì đội long sẽ vào vị thế. Và hiện tại thì phái sinh đang chạm về cái vùng kháng cự 888, 880 đến 885. Thì khi về đến cái vùng 880 đến 885 này thì khả năng là Hùng đã có những cái dự đoán là sẽ có một nhịp chỉnh kỹ thuật. Nhịp chỉnh kỹ thuật là gì? Đó là nhịp chỉnh mà đội short sẽ đi vào vị thế, tức là đội long sẽ tạm thời nhường thế trận cho đội đội sọc, đúng không? Cứ gọi đội sọc thì nó dễ. Và nó cũng sẽ song trùng với cái nhịp là VN Index chạm 970 đến 975 thì sẽ có cái nhịp chỉnh. Và Hùng Lê nói vui, đó là phía trước sắp có ổ gà và chúng ta phải chú ý, thì đấy là một cái vui thôi. Và các cái nhóm ngành, các cái cổ phiếu thì về cơ bản vẫn là nhóm banh, nhóm thép, nhóm xây dựng, thì một số các cái mã cổ phiếu và một số cái mã cổ phiếu trụ. Đó thì về cơ bản là Hùng Lê thiếu mất những cái công cụ phân tích định lượng, chính vì vậy nên là Hùng chỉ có làm những cái bản tin ngắn như vậy. Và thì trong tuần thì cũng trên team của chúng ta thì cũng đã có rất nhiều những cái comment, những những cái câu hỏi của các anh chị, thì Hùng Lê cũng đã dành những cái thời gian để tương tác và để chúng ta trả lời những cái hỗ trợ cho các anh em trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Thế thì chúng ta sẽ nhìn lại tổng quan của VN-Index trong tuần vừa rồi. Thì trên đồ thị nha các anh chị, Hùng Lê đã đánh dấu cái điểm xanh này, chính là cái điểm mà Hùng Lê làm cái bản tin video số 80 mấy anh chị nhỉ, 84 à? Đến 84 thì máy tính nó bị hỏng. Đây chính là bản tin này, bản tin 84 định lượng từ ngày 23 đến ngày 27. Đó, đến ngày 23 đến từ ngày 23 đến ngày 27. Thì máy tính bị hỏng. Đó, đây là đến ngày 27, 23 đến ngày 27. Thì máy tính bị hỏng, và sau đó thì Hùng Lê đã phải không không làm được bản tin. Thì trong trong cái định lượng, của Hùng Lê ở trong cái tuần vừa rồi thì cũng có định lượng là đầu tuần thì VN-Index sẽ có những cái sự trả lại ở vùng 960. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là VN-Index của chúng ta đã có những cái điểm trả về vùng 960 ở trong phiên thứ ba, và sau đó phiên thứ tư thì phiên thứ năm
phiên thứ năm thì VN Index được có một phiên kéo khá là mạnh, và sau đó thì phiên kết tuần ngày hôm nay thì VN Index đã chạm qua vùng 970 các anh chị nhé, qua vùng 970 và đã nhấp nhô lên vùng 971 gì đó, và cuối phiên thì không giữ lại được. Thì cái việc mà không giữ lại được thì Hùng cũng đã có những cái định lượng rồi, tức là nó sẽ song trùng với việc là VN Index của chúng ta tiệm cận vùng 970 đến 975 thì sẽ có một nhịp chỉnh kỹ thuật, đúng không ạ? Sẽ có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật, và cái nhịp chỉnh kỹ thuật đó thì nó sẽ song trùng với cái việc là phái sinh của chúng ta sẽ chạm về vùng phái sinh của chúng ta sẽ chạm về vùng 880 đến 885. Thì chúng ta sẽ soi sang cái hợp đồng VN30F1M, đấy là hợp đồng phái sinh một tháng. Thì đây là vùng chính những cái tiên lượng này, tức là Hùng đã có những tiên lượng mạnh hơn, thì phái sinh của chúng ta có thể đánh về vùng 890 rồi sẽ chỉnh, còn nếu không thì ở đây sẽ là vùng 885. Khi chạm về vùng 885 thì khả năng sẽ có một nhịp chỉnh kỹ thuật, và nhịp chỉnh này thì Hùng đang có tiên lượng là khoảng vùng có thể chỉnh về 875, có thể là phiên ngày thứ hai tuần tới thì sọc nó vẫn tiếp tục có thể đánh chạm về vùng 975 một lần nữa, và từ đây thì chúng ta sẽ quan sát phái sinh ở 975 thì khả năng là đến cái vùng này thì cái đội long lại có thể lại vào bắt nhịp với thị trường, tức là đây chỉ là một cái nhịp chỉnh kỹ thuật trong cái quá trình mà VN Index đi lên từ vùng 900 từ những cái vùng chúng ta phân tích ở đây là từ vùng 950 lên đến vùng 970 thì sẽ có những cái nhịp chỉnh như thế này, thì đấy là một cái nhịp chỉnh rất là thông thường. Ok, bây giờ thì Hùng Lê cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta sẽ đi điểm lại toàn bộ cái tình hình thị trường trong tuần vừa qua. Chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu trụ, một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành chính để chúng ta có được những cái định lượng tốt hơn về thị trường. Thì đối với VIX từ đã rất lâu rồi thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng của VIX, đó là VIX sẽ đang đi ngang ở trong một cái biên 114 đến 116. Thường thì trong phiên thì VIX hay có những cái phiên kéo chạm về vùng 114, nhưng mà sau đó thì kết phiên thì thường VIX lại có những phiên đánh hút lên ở vùng 115, duy trì ở vùng 115. Thì bản thân với VIX thì chúng ta kỳ vọng là VIX sẽ không gãy VIX trong cái biên đi ngang này để coi như ủng hộ tích lũy thị trường. VHM thì những anh chị mà xem các cái bản tin của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng đã có những cái định lượng của Vinhome sau những cái nhịp chỉnh rất là dài, đúng không? Vinhome sau những cái nhịp chỉnh và qua từng tuần thì gần như Hùng Lê đều có phân tích những cái nhịp chỉnh này, và cái nhịp chỉnh cuối cùng thì Hùng đã có phân tích về tiệm cận cái vùng biên tích lũy ở đây là vùng khoảng 82 đến vùng 84, đây là cái vùng biên Hùng đánh giá rằng Vinhome sẽ có một cái nhịp hồi tại đây. Thì về cơ bản hiện tại là chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong cái giai đoạn này thì Vinhome gần như là cái lượng hàng nó đang ở một cái mức rất là thấp rồi, và chỉ cần một cái phiên hút cầu có nghĩa là gì, Vinhome sẽ đánh qua vùng ngắn ở đây, đánh qua vùng 86 ở đây, cái vùng cản 86 nhỏ nhỏ ở đây, thì như vậy thì chúng ta sẽ xác nhận một cái xu thế Vinhome có thể hồi lại về vùng 92. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy rằng Vinhome có một lực hồi khi mà tín hiệu dòng tiền thì đang có những cái tín hiệu khá là tốt, và đặc biệt là tín hiệu về đường giá đã có cái sự phục hồi nhất định. Tuy nhiên một điểm yếu của Vinhome hiện tại là dòng tiền nó chưa quay trở lại, và chúng ta sẽ chờ những cái phiên mà Vinhome có một cái lực cầu đánh mạnh ở đây và khối lượng sẽ vượt lên được khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu với giá đẩy qua cái vùng 86, thì như vậy là chúng ta sẽ xác nhận một cái lực hồi của Vinhome, và hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng những cái tín hiệu của Vinhome sẽ hồi. Đối với VRE thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng cho tất cả những anh chị em của chúng ta ở trên một cái kênh sóng dài, và các cái điểm vào hàng như nào thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin video số 82 hay là 82-81 gì đó, thì Hùng có nói rất kỹ đến cái việc là các cái điểm mua của VRE. Thì về bản thân là khi VRE chạm về vùng 32, chạm về vùng hỗ trợ, thì VRE đã có một phiên hút cầu lên đây. Tuy nhiên là cái lượng cầu của VRE hiện tại thì nó hơi kém, nó chỉ đạt về tín hiệu giá thôi, tín hiệu cầu nó không đạt. Một số các tín hiệu kỹ thuật như hiện tại như thế này, với một cái lực hồi phục như này thì khả năng là VRE sẽ chạm về vùng 35, và từ vùng này thì VRE sẽ có những nhịp
sẽ có những nhịp chỉnh giảm trở lại. VRE sẽ có những nhịp chỉnh giảm trở lại, bởi vì là gần như trong cái nhịp này thì VRE đánh không có vol, và khi mà một cái lượng đánh không có vol như này thì những cái lực hồi phục nó sẽ không được dài, và nó khả năng chạm về cái vùng kháng cự này thì VRE lại chỉnh giảm. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Vinamilk và SAB. Đối với Vinamilk cũng đã chạm về vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 115 đến vùng 118, và Vinamilk thì đang có khoảng 3 tuần tích lũy ở quanh những vùng nền này. Thì về cơ bản là những cái tín hiệu tạo nền của Vinamilk hiện tại, sau những cái phiên đánh mạnh lên thì đã có những phiên cầu nó bị thấp lại trở lại như này, đấy là một cái tín hiệu tốt. Tức là thường thường là sau những cái điểm đánh dẫn của Vinamilk thì sẽ có những cái điểm mà cung cầu sẽ quay trả trở lại. Thì Hùng đánh giá rằng là có thể cái vùng 116.5, vùng 116.5 sẽ là cái nền hỗ trợ ở trong cái điểm ngắn này, và Vinamilk cần phải có những cái tín hiệu xác nhận tăng trở lại thì rất là ok. Khi mà phiên kết tuần thì Vinamilk đã đẩy được qua vùng 118, tức là cận biên trên. Có lúc đã chạm vùng 119 nhưng mà Vinamilk đã không giữ được giá. Nếu như hôm nay mà Vinamilk giữ được cái giá đóng cửa cao nhất như vậy thì cái xu thế lực hồi sẽ được xác lập. Tuy nhiên không sao cả, với một cái lực tạo nền như thế này thì có thể Vinamilk sẽ còn những cái điểm test lại ở quanh vùng 116.5, nhưng cái khả năng đó thì khả năng là hơi thấp và nó cũng chỉ lình xình ở đây thôi. Và một cái mục tiêu ở trong một cái nhịp ngắn này thì Vinamilk sẽ đánh chạm lại vùng 124. Vinamilk sẽ đánh chạm lại vùng 124 trong ngắn hạn. Đây, và lên đến vùng này thì lại trở thành một cái vùng kháng cự ở đây. Thì với những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ Vinamilk thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm giữ. Trong giai đoạn hiện tại thì Vinamilk sẽ chưa thể có được những cái lực tăng mạnh, tăng dài, bởi vì bản thân là Vinamilk đang bị bước vào một cái kênh xu thế này, gọi là kênh xu thế downtrend. Và những cái nhịp hồi phục này của Vinamilk mà nó mang tính chất là hồi phục kỹ thuật là chính. Còn để mà Vinamilk thoát được khỏi cái downtrend này thì sẽ cần rất là nhiều thời gian. Mã cổ phiếu SAB thì về cơ bản là Hùng Lê đã có những phân tích định lượng rồi. SAB thì chúng ta sẽ không tham gia để chúng ta đầu tư ở trong những thời điểm hiện tại, bởi vì là SAB cũng đã bước vào một cái kênh giảm khá là dài. Và trên cái kênh xu thế này thì SAB đang có những cái quá trình mà đi xuống, và cái điểm xuống gần đến nhất ở đây thì khả năng SAB sẽ chạm vùng 220, và thậm chí sâu hơn, đó là nó ở trong cái biên 213 đến 220, tức là cái vùng Hùng đã vẽ đây. Về cái biên này thì SAB sẽ tích lũy, và nếu như không tích lũy được cái vùng này thì SAB sẽ thủng xuống ở những cái vùng sâu hơn, cho nên là cổ phiếu SAB nó chỉ mang cái tính chất là tạo lập thị trường. Và cái mốc hỗ trợ trong dài hạn thì SAB ở vùng giá 200 là vùng dài hạn, còn cơ bản SAB vẫn đang ở trong một quá trình đi xuống. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ không nên tham gia SAB ở trong những cái thời điểm hiện tại. VDC, PVH. Đối với bản thân VDC thì cũng có đánh giá rằng VDC là một trong những cái trụ mà hiện tại đang tốt nhất. Lý do vì sao? Bởi vì VDC đã có một cái ngưỡng hỗ trợ đây, vùng 142. Có những cái lần test chỉnh về đây vùng 142, sau đó đẩy về vùng 145 và lại tiếp tục test lại vùng 142 và đã có những cái dấu hiệu đi lên. Thì khi đó thì cũng có phân tích và định lượng là VDC có khả năng sẽ đánh chạm về vùng 150 đến 155. Thì những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VDC thì đang khá là ổn, khá là ok. Khi mà VDC đã đánh vượt thoát được ở vùng 145, đây là cái vùng mà cái cản này đấy, cản này và đây nữa, thì VDC đã đánh qua, và phiên ngày hôm nay, phiên kết tuần thì VDC có một cây nến doji và test lại đúng bằng cái giá đóng cửa của ngày hôm qua. Như vậy là một cái tín hiệu kỹ thuật khá là khỏe. Thì trong cái kịch bản tiếp theo thì VDC có thể có những cái điểm test nhẹ ở đây, các anh chị có thể test nhẹ ở đây, tức là có thể test lại ở quanh sẽ có thể có những cái điểm test lại ở quanh vùng 147. Quanh vùng 147 ở đây sẽ có những cái điểm test lại ở quanh vùng 147 ở đây.
và sẽ có 1 đến khoảng 3 phiên, tức là khoảng phiên thứ 4 đến phiên thứ 5 tuần tới thì có thể là VDC nếu như cái vùng 147 này nó không bị gãy thì VDC sẽ tiếp tục một cái hành trình từ vùng 147 này, trước mắt sẽ chạm về vùng 150. Chạm về vùng 150 xong thì sau đó thì sẽ có thể có những nhịp chỉnh, và trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng là VDC sẽ đánh về chạm về vùng 150 đến vùng 155. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu BVH. Đối với giai đoạn hiện tại thì bản thân là BVH thì Hùng Lê cũng đã có một phân tích một cái quá trình giảm dài của BVH, và đến bây giờ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là BVH đã có một cái nhịp đánh dẫn lên đây. Thì trong cái kịch bản Hùng Lê phân tích thì khả năng là BVH sẽ đánh chạm vùng 74 là vùng kháng cự ngắn, và sau đó thì chỉnh giảm, và cái vùng hỗ trợ hiện tại của BVH bây giờ là vùng 68. Vùng 68 thì khả năng cao thì là BVH sẽ có những cái nhịp đánh lình xình và tích lũy ở quanh cái ngưỡng 68. Và nếu như tại cái ngưỡng 68 này mà BVH tích lũy lại được thì BVH lại tiếp tục có một cái hành trình vòng lên. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng có thể quan sát thấy là cái dòng tiền vào BVH khá là yếu, và cái tín hiệu đường MACD thì đang xấu các anh chị nhé. Tín hiệu đường MACD đang xấu, tức là cái xu thế hiện tại của BVH chủ yếu xu thế đi ngang, xu thế đi ngang tích lũy. Còn những cái lực hồi phục đây, những cái cây nến hồi phục này, nếu như những anh chị nào mà đua theo thì nó sẽ rất là nguy hiểm đó. Chúng ta không phải vội vàng gì cả, khi cổ phiếu tạo nền thì chúng ta sẽ cần có rất nhiều thời gian, và hiện tại thì BVH đang có xu thế đi ngang, chúng ta phân tích mã cổ phiếu thế giới động MWG. Đối với MWG thì trong một cái nhịp đánh ở đây, khi MWG chạm về vùng hỗ trợ ở đây khoảng vùng 110, và Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng ở cái nhịp bên này, tức là nhịp này thì Hùng không có phân tích, nhưng nhịp bên này thì Hùng có phân tích, tức là nếu vùng 110 mà MWG không bị gãy, các anh chị test không bị gãy thì cái khả năng là MWG sẽ quay lại cái vùng ở đây, tức là vùng giá 120. Và Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị là những cái tài khoản mà đang có vị thế MWG thì có thể mua để chúng ta đảo hàng được. Phiên kết tuần hôm nay thì MWG cũng đã có một cái lực chốt khá là mạnh về vùng 115. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát MWG ở phiên ngày thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới. Bản thân là cái target ở vùng 120, thậm chí là nó thấp hơn một tí, vùng 119 đến vùng 120, đó là cái vùng mà theo những cái phân tích định lượng về sóng thì khả năng là cổ phiếu sẽ hồi về đây. Và sau khi hồi về đây thì cổ phiếu sẽ tiếp tục chỉnh, và chỉnh thì khi chỉnh ý, thì nó sẽ lại quay về lại vùng nền, tức là về lại vùng nền 110. Tại cái vùng nền 110 này thì cổ phiếu này có thể sẽ tích lũy, và nếu tích lũy thành công thì sẽ có những cái định lượng tiếp theo. Nhưng nếu mà nó chỉ cần gãy vùng 110 như vậy là nó sẽ hình thành một cái sóng C chỉnh ở đây, và khi hình thành một cái sóng C chỉnh thì như vậy là MWG chắc chắn là nhịp này sẽ rơi về vùng 100, sẽ rơi về vùng 95. Và khi mà kịch bản này mà xảy ra thì như vậy là MWG chính thức là bước vào một cái sóng giảm, và như vậy là cái target cao nhất của MWG cũng đã hoàn thành ở vùng giá 130. Và như vậy thì khi mà về đến vùng 95 thì chúng ta sẽ có tiếp những cái câu chuyện. Tất nhiên là để đi về được đến đây thì chúng ta sẽ còn phân tích một vài tuần nữa, ví dụ như vậy, và chúng ta sẽ căn cứ những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần để chúng ta có thể phân tích và định lượng MWG. PNG, đối với mã PNG thì cơ bản là một cái mã mà Hùng đánh giá rằng là PNG đang có những cái điều kiện thỏa mãn, những cái điều kiện của một cái kênh sóng dài, Tuy nhiên trên một cái kênh sóng dài đó thì chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại nhất định, và khi mà PNG về đến chạm đến vùng 78.5, đó là cái vùng hỗ trợ, thì Hùng Lê đã có phân tích, và đây là video 84 thì 83 80, 81 gì đó, khoảng 80, 81 gì đó thì đã có những cái phân tích định lượng khi PNG có một cái nhịp chỉnh giảm từ bên này, tức là chạm từ 86 và chỉnh về 78.5. Thì Hùng đã có những phân tích định lượng ở trong cái kịch bản hiện tại PNG có thể đánh chạm về vùng 90, vùng 89 đến vùng 90, thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà chạm về đến cái vùng 88 đến vùng 890 này thì đấy là cái vùng kháng cự mạnh.
Vùng kháng cự mạnh thì khi chạm về đây thì Hùng đang có một cái tiên lượng là P&G có thể chỉnh lại về vùng nhẹ ở khoảng vùng 85, và từ vùng 85 này thì tiếp tục tích lũy ở đây, và sau đó thì sẽ có một nhịp đánh vượt thoát cái vùng 90 ở đây, và có thể đánh về vùng 95, có thể đánh về vùng 94, 95, tức là những cái nhịp đi của cổ phiếu P&G, bởi vì là P&G nó đi theo những cái cổ phiếu mang theo những cái trend dài, chính vì vậy nên là nó sẽ chạm kháng cự, nó sẽ chỉnh và chạm hỗ trợ thì nó sẽ tích lũy đi lên. Chính vì vậy nên là trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng sẽ bám theo những cái tín hiệu chỉnh đó để chúng ta có thể có được những cái kịch bản tốt nhất và chúng ta tối ưu hóa được lợi nhuận. Thì đối với hiện tại P&G không còn điểm mua của P&G thì cũng đã khuyến nghị các anh chị trong team của ông Lê, nếu có thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. BMP, bản thân BMP là một cái mã cổ phiếu về ngành nhựa. Hiện tại thì những cái tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của Bình Minh thì hiện tại nó không có, tức là theo hàng năm thì về cơ bản bây giờ nó cứ sàn sàn như vậy. Nhưng mà Hùng vẫn dành cái sự quan tâm đặc biệt đối với Bình Minh, thì bản thân là Bình Minh thì là một mã cổ phiếu nó đánh theo những cái trend trọng kỹ thuật dài, chính vì vậy nên là những cái điểm mà trend ngày thì chúng ta sẽ rất đánh, nếu mà chúng ta mua bán thì chúng ta sẽ rất là khó chịu ở đây. Thì bản thân là các anh chị chờ một tí cũng sẽ tắt. Thì chúng ta sẽ quan sát Bình Minh ở trên những cái sóng, những cái trend dài và sóng ngày, thì hiện tại cũng đang tìm thấy một cái điểm hỗ trợ của Bình Minh ở vùng giá 45. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng là Bình Minh đang quá trình, tức là đang trong cái quá trình sau một cái quá trình mà Bình Minh đã rơi từ vùng 95, đúng không ạ? Rơi từ vùng 95 và về vùng 40, tức là Bình Minh cũng đã mất khoảng tầm 50% giá trị. Giá trị thì khi mà rơi như vậy thì Bình Minh đang có một cái quá trình, tức là quá trình tạo lại cái nền ở đây. Tạo lại cái nền ở đây xong thì Bình Minh mới có cái cơ hội để đi tiếp. Đó, và trong cái quá trình tạo nền thì chạm kháng cự thì cổ phiếu nó sẽ giảm, và chạm hỗ trợ thì cổ phiếu nó lại tích lũy lình trình đi ngang. Thì đối với Bình Minh chúng ta sẽ đánh ở những cái góc độ nó dài hơn, chứ còn nếu mà chúng ta đánh ở những cái sóng ngày thì nó sẽ rất là khó chịu đối với Bình Minh. G và FPT. Đối với G thì chúng ta thấy rằng là G cũng là một cái mã cổ phiếu blue chip, nhưng trong giai đoạn hiện tại thì sau những nhịp đánh tăng về chạm về vùng 40 thì cũng đánh giá rằng cái vùng 40 này là một vùng kháng cự khá là mạnh. Thì G đang có những cái nhịp đánh lên, nhưng mà những nhịp đánh lên này thì maximum thì G cũng sẽ chỉ chạm về được khoảng vùng 38.5. Hiện tại thì G đang gặp khó ở vùng 37, G đang gặp khó ở vùng 37 đây, tức là một cái cản ngắn ở đây. Thì với những quan điểm của Hùng Lê thì có thể là G sẽ đánh chạm vùng 38.5 hoặc là có thể về vùng 37 và G sẽ rơi lại, tức là cái điểm hội tụ của G ở đây nếu chúng ta canh để chúng ta mua đó là ở quanh vùng giá 34. Trong một kênh sóng dài thì chúng ta có thể nhìn ở trên trend tuần thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn được cái đường đi và cái cách tích lũy của G. Đó, những cái mã cổ phiếu mà đi theo trend dài thì thường thường là sau khi chạm những cái kháng cự, đây vùng kháng cự 40 thì cổ phiếu sẽ chỉnh, và cũng đánh giá rằng là cái điểm mua đẹp nhất của G phải là ở vùng giá 33 đến vùng giá 34 ở đây. Còn những cái điểm hiện tại ở đây thì chỉ là những nhịp hồi phục, và những cái điểm đánh như này thì chúng ta cũng sẽ hạn chế để chúng ta vào, bởi vì là vào thì chúng ta cũng không ăn được bao nhiêu, mà không cẩn thận là chúng ta lại bị lỗ ngược. FPT thì trong phiên ngày hôm nay thì FPT sau khi chạm vùng 59, vùng 59 là một cái vùng kháng cự khá là mạnh, 59 đến vùng 60, thì FPT đã có một cái lực chốt khá là mạnh, như thế này, và với một cái lực chốt như thế này thì thứ nhất là bị gãy mất vùng 58, các anh chị lưu ý đã bị gãy mất vùng 58. FPT thì có cái vùng hỗ trợ đây, trong những cái nhịp trước thì các anh chị có hỏi Hùng là có bán không, thì nếu như gãy cái vùng 53.5 này thì chúng ta bán bỏ, nhưng mà nếu mà chưa gãy vùng 53.5 thì chúng ta vẫn có thể còn có những cái cơ hội để có thể đi lại vùng 59 đến vùng 60 ở đây. Thì hiện tại trong phiên kết tuần như này thì chúng ta thấy là nó hơi xấu anh chị nhé, chúng ta sẽ quan sát lại ở trong phiên ngày thứ hai tuần tới để xem thử là cái vùng 58 này, tức là ví dụ như phiên ngày thứ hai mà FPT lấy lại được ở cái vùng hỗ trợ đây, vùng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 58, đóng cửa vùng 58.5 ví dụ như vậy, thì cái cơ hội mà để FPT chạm lại đây là còn nếu mà FPT bị gãy, bị tiếp tục gãy và tiếp tục bị bán mạnh thì như vậy là chúng ta cũng sẽ nên out hàng.
chúng ta sẽ nên ao hàng. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái đỉnh cũ của FPT nó ở khoảng vùng 61 và đỉnh này nó chỉ lên được 59. Như vậy là vô hình dung FPT đang tạo thành một cái mô hình gần như là cái mô hình hai đỉnh ở đây. Đó, mô hình hai đỉnh ở đây, và như vậy nó sẽ là xấu. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang thấy rằng là dòng tiền thì đang bị đánh xuống anh chị nhé, và tín hiệu đường MACD thì nó cũng đang có những cái tín hiệu đảo chiều, đang có những cái tín hiệu đảo chiều. Như vậy nó sẽ là xấu. Đây các anh chị có thể nhìn thấy đây một cái nhịp này, đó, căn V vào đây. Đó thì cũng rất có thể là cái nhịp này thì nó cũng sẽ song trùng với cái nhịp trước này như vậy, và chúng ta cũng sẽ hết sức là thận trọng. Bản thân FPT thì Hùng đã có khuyến nghị cho các anh chị trong team của Hùng Lê là chúng ta dành thời gian để chúng ta chốt và chúng ta không mở mua và không tham gia bị thế nữa. Novaland, đối với Novaland thì như thế nào ạ? Đối với Novaland thì đây là một cái mã cổ phiếu nó có mang cái tính chất nó bo cung, tức là cái tạo lập của cổ phiếu này thì chủ yếu là tạo lập diễn thôi. Và tạo lập diễn thì thường là Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng rồi, 55 đến 56 là vùng hỗ trợ, và ở đây thì nó có những cái vùng kháng cự ngắn ở đây này. Đó, có những cái vùng kháng cự khoảng vùng 61 chẳng hạn, ví dụ như vậy thì cơ bản là chạm về những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể mua. Và sau khi mà cổ phiếu về đến tài khoản thì chúng ta canh bán, thì chúng ta đừng có đua theo những cái phiên giá xanh như này, nó sẽ rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm bởi vì tạo lập nó chỉ đánh như vậy thôi. Về cơ bản thì phiên kết tuần ngày hôm nay thì nó lại rũ lại về nền thì lại tích lũy thôi, lại tích lũy lại ở trong cái thằng này là bao nhiêu, 55.5 đó, 55.5. Thì chúng ta xem ở vùng 55.5 nếu mà không gãy thì chúng ta lại mua tiếp, và chúng ta lại tiếp tục diễn cùng với lại các anh lái thôi, chứ còn cổ phiếu này thì về cơ bản thì chúng ta cũng không có nhiều các cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta phân tích. Chúng ta phân tích dòng dầu khí, cổ phiếu GAT. Bản thân GAT ở trong những cái bản tin mà phân tích trước đây thì cũng có phân tích và định lượng GAT ở một cái điểm dài ở những cái vùng này. Khi đó thì chúng ta nhìn thấy những cái biên tích lũy ngang của GAT ở quanh vùng 100 khá là tốt. Tuy nhiên sau một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây thì GAT cũng đã bị rũ hết sạch và lại quay về lại cái vùng ở đây là vùng 93.5 đến vùng 95. Các anh chị lưu ý, nếu như GAT bị gãy cái nền 93.5 đến nền 95 này thì như vậy là GAT sẽ bước vào một cái kênh xu thế xấu. Và nếu như chúng ta nhìn ở trên tổng thể thì như vậy là GAT sẽ có một cái nhịp chỉnh giảm và cũng tương đối mạnh các anh chị nhé, tương đối mạnh. Tức là nếu như bị gãy vùng này thì GAT sẽ có một cái nhịp rơi mạnh ở đằng sau đó. Nhịp rơi mạnh có thể là sẽ gãy luôn cả vùng 80 và thậm chí là có thể chạm về đến vùng 75. Nhưng trước mắt nếu như gãy vùng đó thì nguy cơ cao là GAT sẽ đi về vùng 80. Đó, vậy thì quá trình chúng ta phân tích kỹ thuật là chúng ta dựa vào những cái dữ liệu để chúng ta định hướng. Chứ chúng ta cũng không thể nói là GAT là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể đầu tư trung và dài hạn được. Đó, trung và dài hạn phải khi nào nó thỏa mãn các yếu tố kỹ thuật. Còn các yếu tố kỹ thuật nó bị phá thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi và phải điều chỉnh cái kịch bản của GAT. Thì cái vùng tích lũy ở đây hiện tại thì GAT chưa có gì đáng nói ở đây, khi mà đường MACD đang đi ngang, tín hiệu dòng tiền đang đi ngang và tín hiệu giá thì cũng đang có những cái phiên lình xình ở đây thôi. Nếu như phiên ngày hôm nay mà GAT đóng cửa được ở mức khoảng tầm 96, tức là đóng cửa ở mức cao nhất thì nó ok, nhưng mà hiện tại thì GAT kết phiên thì GAT đã không đóng cửa được ở mức cao nhất do cái quả phái sinh sập xuống, nên là một số các mã cổ phiếu ngày hôm nay là không đóng cửa được vùng giá cao nhất. Đối với những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm giữ GAT thì chúng ta cũng phải lưu tâm đến cái vùng mà tích lũy. PLX trong giai đoạn hiện tại thì cái lượng cầu nó không thực sự là tích cực. Hai phiên kết tuần thì cái lượng cầu có tăng lên. Tuy nhiên đối với lượng cầu như thế này thì nó cũng chưa phải là thuyết phục đối với PLX. PLX phải có những phiên đánh mà khối lượng giao dịch phải tầm duy trì được ở trên 1 triệu cổ phiếu một phiên thì đấy mới là những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta cần phải nói. Thì về cơ bản là PLX khi chạm lại về vùng hỗ trợ, đây là vùng 55, thì PLX đã có những cái điểm đánh lên. Và trong phiên ngày hôm nay thì bản thân PLX cũng đã có những điểm đánh lên vùng 58, tuy nhiên là không giữ được. Thì quan điểm ngắn của Hùng Lê đó là PLX có thể đánh chạm lại về vùng ở đây là vùng 59. PLX có thể đánh chạm về vùng 59 và sau đó thì lại có những cái nhịp test trả lại. PLX sẽ có những cái nhịp test trả lại từ vùng 59 này, sẽ trả lại vùng biên trên.
và chúng ta sẽ quan sát biên trên ở vùng 57 này. Nếu như vùng ở 57 này PLX tiếp tục tích lũy lại được và cái lực cầu tiếp tục duy trì để mà break kênh, tức là để phá cái kênh giảm này, đó, để phá kênh giảm này hay không, thì chúng ta sẽ có tiếp sẽ quan sát tiếp theo những cái định lượng tiếp theo của PLX trong cái thời gian tới. Những cái tín hiệu về lực cầu hiện tại của hai phiên kết tuần, thứ phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu ngày hôm nay, thì như vậy là nó là khá là tích cực rồi. Sau một giai đoạn gần như là lượng cầu nó chỉ duy trì ở khoảng tầm 140.000 cổ phiếu, thì đã duy trì lên được khoảng ở mức khoảng trên 500.000 cổ phiếu trên một phiên. Các cái điểm mua thì hiện tại Hùng Lê cũng không có khuyến nghị, bởi vì PLX thì nó chưa có những cái điểm mua đẹp. Bản thân PVS thì PVS cũng đã có những cái phân tích giảm dài, tức là PVS đã bước vào một cái kênh xu thế giảm dài từ vùng 23 và hiện tại thì đã về đến tận đến vùng 17, và từ vùng 17 này thì đây đang là những cái nhịp nó mang tính nhịp những cái nhịp hồi kỹ thuật thôi, nhịp hồi kỹ thuật. Các anh chị có thể nhìn thấy này, đây này, một cái phiên này nhá, một cái phiên này PVS đánh lên với một cái vol cũng gần bằng ngày hôm nay, đúng không? Đó, gần bằng ngày hôm nay, và PVS cũng đã có một cây nền xanh rất mạnh, nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì PVS tiếp tục rơi. Đó, vậy thì những ai mà đua theo những cái phiên lệnh như này thì rõ ràng một điều là đã gặp những cái mức lỗ khi mà cổ phiếu về đến tài khoản, đúng không ạ? Về đến tài khoản. Khi một cổ phiếu downtrend thì nó sẽ đi theo những cái cách như vậy, và đây Hùng cũng đánh giá rằng là PVS cũng đang có một cái nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật, và cái nhịp hồi phục này thì maximum có thể chạm lại vùng 19, nhưng mà khả năng là theo như những cái nhận định và đánh giá của Hùng Lê thì vùng 19 nó sẽ hơi khó, và nó chỉ đâu đó ở khoảng vùng 18.5 thôi. Đó, nó sẽ chạm về đây khoảng vùng 18.5. Như vậy là cái cơ hội mà chúng ta ăn được cái mã cổ phiếu này thì nó cũng không còn nhiều, đúng không? Và sau khi chạm về đây thì khả năng là lại tiếp tục có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây, và cái vùng tích lũy của PVS dài trong cái chen dài thì khả năng là PVS đây sẽ đánh đạp đổ về nền, tức là sẽ đánh chạm lại về cái nền 13 đến nền 14, thì tại cái nền đó thì chúng ta mới có những cái câu chuyện dài hơi hơn để chúng ta phân tích và định lượng PVS. Đó, định lượng PVS đây, các anh chị cũng có thể nhìn thấy là ở nhịp ở đây PVS đánh lên vùng 25, và sau đó thì đây những cái nhịp hồi phục này, và PVS cũng trả lại về đúng cái bên cái điểm xuất phát ở đây, thì Hùng cũng đang ở đây hiện tại là cũng đang có những nhịp đánh lên đánh xuống, nhưng chúng ta bị chậm T ở đây thì chúng ta sẽ vô hình dung là chúng ta sẽ ôm phải ở những cái nhịp ở trên này, và chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề rủi ro. PVD thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, cái kịch bản của PVD thì Hùng cũng đã có những nhịp phân tích giảm dài, và hiện tại thì PVD cũng đang có những nhịp đi theo kênh đó. Trong phiên ngày hôm nay, nếu như những anh chị nào mà đua theo PVD thì cuối phiên cũng đã chắc chắn là chịu một cái áp lực giảm rồi. Bản thân thì PVD sau khi mà PVD chạm vùng 14 thì có thể là PVD lại có một cái nhịp hút cầu lên khoảng vùng 16. Nhịp hút cầu lên mắt sẽ chạm được vùng 16, nhưng với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của phiên kết tuần như thế này thì gần như cái cơ hội để PVD đi về vùng 16 nó là không còn nữa. Tức là nó cũng chỉ hút được từ vùng 14 lên vùng 15.5. Từ vùng 14 lên vùng 15.5, và như vậy thì sau đó thì tiếp tục là PVD lại có một cái nhịp tiếp tục chỉnh giảm ở đây, và sẽ đâu đó một cái tọa độ ổn đang phân tích và định lượng ở đây, tức là nó phải rơi về khoảng vùng 13.7, 13.8 gì đó thì lại có một cái nhịp hồi đó, thì cái cách hồi nó như vậy thôi, và sau đó thì nó lại có một cái sự đi tiếp như này, tức là lại một cái kênh giảm giá tiếp như này. Và PVD thì chúng ta cũng đang tính toán và định lượng ở một cái góc nhìn, đó là khả năng là PVD sẽ chạm lại về nền. Chạm lại về nền đó chính là nền 12 đến khoảng nền 11 ở đây. Một cái nền dài đây. 11 và 12. Đó, ok. Đó, và trên cái quá trình mà đi về như thế này thì nó sẽ có những cái nhịp tăng lên giảm xuống. Đó, những cái nhịp tăng lên giảm xuống như vậy thì chúng ta cũng nên tránh, chúng ta không nên tham gia. Ok, chúng ta cùng phân tích một số cái mã cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng Vietcombank. Đối với Vietcombank thì trong cái giai đoạn trước, đúng không ạ? Trong cái giai đoạn mà khi Vietcombank hình thành ở vùng 90 thì cũng đã có những cái tiên lượng về cái điểm hội tụ của Vietcombank ở vùng 80 đến vùng 82. Hội tụ xong thì từ vùng nền này thì cũng có phân tích đến việc là Vietcombank có thể đánh chỉnh chạm lại về vùng đỉnh cũ ở đây, tức là
Các anh chị lưu ý là Vietcombank chia nhé, Vietcombank chia, tức là vùng 9 chia 900 đồng, cứ cho là 1.000 đồng đi, thì cái giá vốn, cái giá chúng ta phân tích sẽ giảm đến 1.000, thì sẽ chạm lại ở vùng 90, tức là chạm lại cái vùng đỉnh cũ này, và chạm lại vùng 90 thì ở Vietcombank nên chỉnh nhé, các anh chị nhé, nên chỉnh tọa độ khoảng vùng 87.5. Đó, chỉnh khi chạm về đến đây rồi thì nên chỉnh nhẹ, và chúng ta quan sát ở vùng 87.5, nếu như vùng 87.5 này không bị gãy mà cầu lại tiếp tục được đẩy vào, cầu tiếp tục được đẩy vào thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng một target tiếp theo của Vietcombank ở vùng giá 95. Nhưng ngược lại, tại vùng 87.5 này, tại vùng 87.5 này bị đứt, tức là bị gãy gánh, thì như vậy là cái cơ hội mà Vietcombank quay lại thì chúng ta sẽ không còn nữa, sẽ không còn nữa. Đó. Những cái điểm mua thì chúng ta sẽ chờ ở đây các anh chị nhé, chờ điểm 87.5. Thì một số các anh chị là đang nắm giữ trong team Hùng Lê, Hùng Lê biết là quản lý tài khoản, thì một số các anh chị đang nắm giữ Vietcombank thì chúng ta đã chốt đi một phần ở vùng 90 đến 91 này. Sau đó thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 87.5, nếu 87.5 này mà cổ phiếu không bị gãy, tích lũy được thì chúng ta sẽ mua cái phần chúng ta đã chốt. Còn ngược lại, nếu vùng này bị gãy thì chúng ta sẽ bán nốt cái lượng còn lại. Đó, chúng ta sẽ bán nốt cái lượng còn lại, thì cái cách thức mà chúng ta trong cái quá trình mà chúng ta phân tích là như vậy. Đối với bit trong cái bản tin tuần trước ở đây, đúng không ạ? Bản tin kết tuần ngày 20 tháng 12 thì Hùng Lê có phân tích định lượng là bit sẽ đánh chạm vùng 44, và trong cái tuần đó thì bit đã đánh chạm vùng 44, và sau đó thì Hùng Lê tiếp tục bẻ cái kịch bản bit sẽ đánh tiếp tục ở cái vùng 44 này, nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự, và những cái điểm test khi mà bit có những cái điểm test ở đây rất là thành công ở đây, thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản là bit sẽ chạy về vùng 50. Cái kịch bản đó thì Hùng Lê đã có phân tích và định lượng ở trên Zalo anh chị nhé, sẽ đánh chạm về vùng 50. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của bit thì Hùng Lê đánh giá rằng bit là một cái mã cổ phiếu cũng đang rất là khỏe. Ở những cái điểm mua thì các anh chị có thể canh lại ở vùng 44, nhưng mà khả năng là 44 này thì bit sẽ khó chỉnh về vùng 44, và bit chỉ chỉnh về đâu đó khoảng đây, chúng ta sẽ xem đâu đó khoảng cái vùng ở đây thôi, tức là khoảng vùng giá 45. Bit sẽ đâu đó sẽ chỉnh, chúng ta sẽ quan sát ở vùng 45. Nếu vùng 45 này không gãy thì đây cũng là một cơ hội, có thể bit sẽ đánh từ vùng 45 về 50, và target hiện tại của bit là đánh về vùng 50, thì vẫn chưa có gì thay đổi đối với mã cổ phiếu bit. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu ACB. ACB thì là một trong những mã cổ phiếu khá là nặng mông. Rất là nặng mông. Trong cái thời điểm, trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là một năm, gần 2 năm rồi, đúng không ạ? Gần 2 năm rồi, gần như là ACB chỉ đi ngang ở quanh cái vùng ở đây, là quanh cái nền khoảng vùng nền 23. Quanh cái vùng nền khoảng vùng nền 23. Về cơ bản hiện tại thì đây, cái vùng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ 22 đến 22.5, thì ACB đã chạm về biên trên và đang có những cái phiên lình trình ở đây, thì tín hiệu kỹ thuật hiện tại của ACB thì ACB sẽ chưa tăng lại được ngay đâu, chưa tăng mạnh được, khi mà dòng tiền tiếp tục đang duy trì ở mức trung bình. Một số các tín hiệu kỹ thuật khác, ví dụ như dòng tiền thì đang có những cái tín hiệu đi ngang, chính vì vậy nên là ACB vẫn đang trong một cái nền tích lũy dài. Cơ bản là vẫn đang trong một nền tích lũy dài, và cái nền tích lũy dài đó thì cái biên dưới của cái nền tích lũy dài đó là ở nền giá 22. Đó, anh chị nhìn thấy là gần như là đi ngang quanh một cái nền 22 rất là dài, và hiện tại thì cái xu thế này nó cũng chưa thoát được, chưa thoát được. Và sau một cái xu thế đi ngang dài thì cổ phiếu nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta có được những cái định lượng. Ví dụ như nó gãy nền 22 thì như vậy là chúng ta, những anh chị nào mà đang cầm nắm thì chúng ta khẩn trương là rời bỏ ngay. Bởi vì gãy nền 22 thì như vậy là ACB sẽ có những nhịp rơi, và những nhịp rơi đó thì nó sẽ rất là dài, chứ nó không phải rơi ngày 1, ngày 2. Đó, thì chúng ta sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để chúng ta có thể phân tích và định lượng tiếp theo. Đối với MBB thì sau một cái nhịp đánh dẫn ở đây thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về MBB có thể chỉnh chạm về vùng 21 đến vùng 21.5. Và chúng ta thấy rằng là MBB đã có những phiên bị gãy nền 21, và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại đây thì MBB đang đi vào trong cái nền
21 đến 21.5. Và khi cổ phiếu đi vào đây thì như vậy thì có, chúng ta sẽ hiểu đó là gì, đó là một cái nền tích lũy. Và chính vì một cái nền tích lũy nên là MBB nó sẽ cần thời gian, nó không phải là một nhát là nó cứ phi mầm như là tên bán đâu, nó sẽ cần thời gian tích lũy ổn định lại ở quanh cái nền này. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là cái nền 21 là một cái nền phân kỳ rất là quan trọng của MBB. Nếu như MBB bị gãy nền 21 thì như vậy là cái sự gọi là MBB sẽ đánh chạm về vùng 19 đến 19.5 là chắc chắn rồi. Đó. Và hiện tại những cái xu thế hiện tại thì đang có những cái lực hồi, và cái xu thế mà tuần tới thì MBB khả năng vẫn đi ngang ở trong cái nền này thôi, vẫn đi ngang ở trong cái nền 21 đến 21.5 để tích lũy thôi. Tín hiệu tăng mạnh chưa có. Dòng tiền thì đang tiếp tục duy trì ở mức trung bình. Công thương CTG. Đối với CTG thì trong cái nhịp đánh ở đây thì Hùng Nặng cũng đã có những cái điểm dò tìm về mục tiêu và giá của công thương sẽ đánh chạm vùng 19.5 đến vùng 20. Từ vùng này thì Hùng Lê đánh giá rằng là công thương sẽ có một vài cái nhịp đánh lên đánh xuống ở đây, và maximum của cái nhịp này thì khả năng là công thương sẽ chạm về được đến vùng 22. Như vậy là kéo từ vùng 20 đến vùng 22, tức là tăng khoảng tầm 2.500, và sau đó thì công thương sẽ có những nhịp chỉnh giảm lại. Những cái nhịp chỉnh giảm này thì nó sẽ rơi về khoảng vùng 20.8 anh chị nhé, 20.8. Đó, những cái nhịp chỉnh giảm này thì nó sẽ rơi về khoảng quanh vùng 20.8 đến vùng 20.9 gì đó, tức là nó sẽ rơi về đây. Nó sẽ rơi về đây và tích lũy, bởi vì bản thân là hiện tại thì công thương cũng đang có những phiên đánh dốc, và chính vì cái sự đánh dốc này nên là công thương cần phải giật lại, tích lũy lại và ổn định lại. Còn công thương thì cũng chưa chạy ngay được đâu, bởi vì công thương thì trong cái giai đoạn hiện tại thì công thương cũng đang đánh ở trong một cái biên độ hẹp, tức là biên 20 đến khoảng biên 22. Đó, biên 20 đến khoảng biên 22 này thôi. Đó, anh chị nhìn thấy đây, nó cũng đánh trong một cái biên hẹp như thế này. Đó, hình sin. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì như vậy là dòng tiền thì cũng đã chạm về kháng cự, và như vậy thì xu thế tuần tới là công thương sẽ tích lũy lại ở quanh vùng 20.8, quanh vùng 20.8. Techcombank, TCB. Bản thân TCB thì cũng như vậy, đúng không ạ? Chúng ta đã có một cái nhịp chỉnh giảm đây, các anh chị có thể xem lại các cái bản tin video trước của Hùng Lê. Thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích và định lượng là chúng ta sẽ dò tìm cái vùng giá mục tiêu, và Techcombank sẽ chỉnh về vùng 22 đến vùng 22.5. Khi cổ phiếu chỉnh về đây thì những cái nhịp đánh như này và đã có những cái phiên xuất hiện để có thể giúp cho chúng ta định lượng là từ cái nhịp này thì Techcombank có thể hồi mắc về chạm vùng 24.5. Có thể phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới thì sẽ có những cái nhịp rung rũ lại ở quanh cái nền đây, khoảng nền 20 mấy đấy. Đây, có khả năng ở cái vùng 23.5, có thể test trả lại vùng 23.5. Những cái phiên rơi mà lượng vô thấp như này khoảng 700.000 thì nó cũng là khá là chấp nhận được đối với mã cổ phiếu Techcombank. Thì về cơ bản là Techcombank ở nhịp hồi này thì cũng chỉ đánh giá là hồi về khoảng vùng 24.5. Tất cả những cái target Hùng Lê đưa ra thì nó song trùng với tọa độ của toàn ngành ngân hàng anh chị nhé, toàn ngành ngân hàng, và dự kiến về đến đó thì ngành ngân hàng sẽ chỉnh, và nó sẽ chỉnh chung cùng với cả VN Index của chúng ta. HD Bank. Đó, đối với HD Bank thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Vùng giá mục tiêu mà chúng ta có thể mua đấy là vùng 25.5 đến vùng 26. Những cái nhịp đánh lên đó, những anh chị là rất nhiều những anh chị mua đua theo những cái này thì Hùng Lê đã có những phân tích định lượng khi mà bản thân là HD Bank đã có những nhịp bull lên này thì Hùng đã có đánh giá ở vùng 26.5, đó là vùng mua hợp lý đối với HD Bank. Đối với HD Bank hiện tại thì sau những cái phiên đánh lên như này thì HD Bank có cái xu thế, tức là có thể test lại anh chị nhá, test lại ở vùng 27. Đây có thể có những nhịp chỉnh giảm lại vùng 27, và từ vùng này thì cổ phiếu tích lũy trở lại, và cái mục tiêu ngắn của HD Bank có thể đánh chạm về vùng 29 thì
Tại vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh ra hàng. Một số các anh chị trong team Hùng Lê thì hiện tại đang nắm giữ mã cổ phiếu HD Bank, các anh chị lưu ý. Các cái điểm mua gom thêm thì các anh chị có thể quan sát ở trong tuần tới ở quanh vùng giá 27. Đây, quanh vùng hỗ trợ đây. Hỗ trợ ở vùng 27. HCM và SSI. HCM thì phiên ngày hôm nay hơi xấu rồi. Bản thân của HCM là khi mà HCM bị gãy ở đây này, gãy cái nền 22 này này, đó là cái nền hỗ trợ, cái nền chốt chặn. Chính vì gãy cái nền này nên là HCM đã có một cái nhịp rơi mạnh, và đây chỉ là những cái nhịp hồi phục kỹ thuật. Nhịp hồi phục kỹ thuật này thì vô hình dung là cái vùng 22 này sẽ trở thành cái vùng kháng cự, và maximum nó sẽ hồi được vùng 22 và nó sẽ chỉnh giảm lại. Chỉnh giảm lại thì chúng ta sẽ quan sát tiếp ở cái vùng đáy ở đây, khả năng thì cơ bản là lại chỉnh về đáy thôi. Vùng 20.5. Cơ bản là lại chạm về vùng 20.5 ở đây. Chạm về vùng 20.5, tích lũy lại đây và lại đánh tiếp. Tức là bây giờ khi mà cổ phiếu mà nó đã bị đạp mạnh như này thì nó chỉ làm vòng thôi. Đó, nó chỉ làm vòng những cái hình xin rất là nhỏ thôi. Và chúng ta cũng khi mà chính vì cái sự làm vòng như vậy thì chúng ta sẽ nên chọn những cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào, và chọn những cái điểm kháng cự để chúng ta ra. Chúng ta tránh mua phải những cái điểm gần kháng cự như này. Đó, chúng ta tránh, trừ khi là cổ phiếu đã đi vào những cái trend sóng dài đó. Đây, ví dụ như cái trend sóng dài này thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể mua ở những cái điểm break được. Chứ còn khi mà cổ phiếu này Hùng đánh giá rằng là hiện tại là đang ở trong một cái kênh xu thế tạo nền thôi. Tức là nó cứ đi lên rồi nó đi xuống, nó cứ vòng hình xin như vậy. Cho đến khi cái quá trình tạo nền này kết thúc thì cái đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. SSI thì cũng hoàn toàn tương tự như là HCM. Trong cái giai đoạn hiện tại thì SSI, khi mà SSI gãy nền 20 ở đó thì SSI đã rơi rất là mạnh và rơi xuống vùng 18, và vùng 18 thì đã phải là vùng hỗ trợ chưa. Thì thực ra khi một cổ phiếu đo đáy thì chúng ta cũng không thể biết đâu là đáy, đúng không ạ? Có thể là ở vùng 18 này SSI sẽ tiếp tục gãy về vùng đây, nếu như chúng ta gọi là hỗ trợ, đúng không ạ? Ví dụ như vậy thì có thể là về vùng 15 đó, vậy về vùng 15. Vậy thì không ai giám sát được là SSI có thể về vùng 15 nó hỗ trợ, hoặc thậm chí là vùng 10. Đó. Vậy thì khi mà cái quá trình mà cổ phiếu đang rơi thì chúng ta không nên đoán đáy. Anh chị nhé, không nên đoán đáy và không nên đoán đỉnh. Cơ bản là hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có một cái lực hồi kỹ thuật ở đây. Cái lực hồi kỹ thuật thì nó rất là mong manh. Đó, nó có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Và cái lực hồi kỹ thuật này thì có khả năng mắc cũng chỉ chạm về được đâu đó ở đây. Nếu có lên được thì cũng chỉ lên được khoảng vùng 19 thôi. Đó, về vùng 19 xong thì lại đổ tiếp. Đó, lại đổ tiếp như vậy. Đó, lại đổ tiếp như vậy. Thì thay vì cái việc mà chúng ta chọn mua ở những cái điểm này, hoặc là chúng ta mua cổ phiếu SSI ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta sẽ chọn những cái mã cổ phiếu khác nó mang cái tính chất nó an toàn hơn. Đó, khi mà chúng ta so sánh một cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro. Đấy, cái như này là lợi nhuận thấp và rủi ro lớn. Và khi mà cổ phiếu bị đạp tiếp như vậy thì những cái yếu tố rủi ro chúng ta sẽ không thể lường trước được đối với SSI. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu ngành thép nhé, HPG và HSG đi. Đối với HPG thì trong những cái phân tích định lượng ở đây thì gần như là HPG chúng ta đã có vòng 2. Vòng 1 đó chính là cái thời điểm mà Hùng Lê phân tích từ khoảng nền giá 22. Nền giá 22 để chạm về vùng 24.5. Sau đó thì từ vùng 24.5 thì Hùng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị chốt, các anh chị chốt, và chúng ta quan sát lại ở cái nền 23. Và đến thời điểm hiện tại thì cái mục tiêu Hùng đặt ra đối với Hòa Phát đó là đánh về vùng 25.5. 25.5, nhưng mà trước khi mà đánh được về vùng 25.5 thì chúng ta cần có một cái điểm vượt ở đây, đó là cái điểm 24.5. 24.5 thì theo như quan điểm của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng trong nhịp này thì khả năng là Hòa Phát sẽ phải đánh vượt qua được. Mặc dù trong phiên ngày hôm nay thì có thể là do cái lực đánh của phái sinh nên là Hòa Phát cũng bị trùn chân ở những cái nhịp cuối. Tuy nhiên xét ở trên những cái góc độ trung và dài hạn thì Hùng đánh giá rằng là Hòa Phát đang trong quá trình tạo nền, các anh chị nhé. Đang trong quá trình tạo nền. Hòa Phát chưa tăng mạnh được ngay đâu, phải khi nào mà Hòa Phát hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng ở bên này và đánh vượt thoát được cái vùng 25.5 đến vùng 26 sau một quãng thời gian dài tích lũy được ở trên cái nền này, thì lúc đó thì Hòa Phát mới tính toán được một cái tọa độ, tức là một cái sóng dài. Còn hiện tại là Hòa Phát đang đấy,
trong một cái quá trình chuyển chuyển sóng, các anh chị nhìn thấy nhé, đánh xuống này, chạm hỗ trợ đánh lên. Đó, đây là chạm hỗ trợ các anh chị nhé, chạm hỗ trợ đánh lên và chạm kháng cự thì chúng ta phải ra hàng và chúng ta tạm thời là chúng ta ăn những cái nhịp ngắn đã. Chứ còn nếu mà chúng ta không chốt đây, ví dụ những cái nhịp này mà chúng ta không chốt thì cổ phiếu lại rơi lại và gần như chúng ta lại rơi hết lợi nhuận luôn. Đó, chúng ta lại rơi hết lợi nhuận luôn. Đó, và đến cái nhịp này thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, và hôm nay cũng đã dành những cái khuyến nghị phân tích khá là kỹ lưỡng đối với các cái nhịp đi của Hòa Phát trong giai đoạn hiện tại. Những cái điểm mua của Hòa Phát thì gần như đến thời điểm hiện tại là nó không còn nữa. HSG thì sao? HSG thì trong cái nhịp đánh này thì Hoa Sen có một cái vùng kháng cự ở đây là vùng 8.5. Vùng 8.5 và có thể đến vùng 9. Vùng 9 và vùng 8.5, nhưng mà để đánh được lên vùng 9 thì nó cần phải hội tụ một số các yếu tố về thị trường. Còn trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng là Hoa Sen sẽ chưa thể đánh bung được vùng 9. Và sẽ cần thời gian tích lũy lại ở vùng nền 7.6 đến 7.7 đây. Cái tín hiệu ngắn hạn thì Hoa Sen đang chịu áp lực chỉnh anh chị nhé, Hoa Sen đang chịu áp lực chỉnh. Đây, một cây nến bull như này thì nó chưa nói lên được những yếu tố. Hoa Sen đang chịu những áp lực chỉnh, và những áp lực chỉnh này đó chính là những áp lực mà để cho Hoa Sen tạo nền. Áp lực chỉnh này chính là những cái yếu tố kỹ thuật để cho Hoa Sen tạo nền, và cái quá trình tạo nền này thì Hoa Sen sẽ còn mất thêm thời gian, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 là Hoa Sen sẽ tạo nền xong. Và ở những cái điểm tạo nền này thì ở vùng 7.6 và có thể sâu hơn sẽ là ở những cái vùng thấp hơn. Tuy nhiên là những cái vùng thấp hơn thì Hùng chưa đề cập đến, và ở đây có thể là vùng 7.6 đến vùng 7.5 ở đây. Thậm chí là có thể đánh sâu hơn một tí ở đây là vùng 7.4. Và cái quá trình tạo nền của cổ phiếu thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian. Và đến cho đến khi nào cổ phiếu tạo nền xong thì lúc đó chúng ta mới có những cái câu chuyện để chúng ta phân tích ở một cái sóng dài hơi hơn, đúng không ạ? Ok, như vậy là Hùng Lê vừa cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta đã điểm lại qua một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là về cơ bản thì một số các cái mã cổ phiếu trụ thì đang có những cái nhịp chỉnh và đã hình thành được những cái nền tích lũy. Ví dụ như Vinhome, ví dụ như Vinamilk, hoặc là ví dụ những cái mã cổ phiếu đang đi theo những cái trend sóng rất là tốt, ví dụ PMG, VDC. Đó, thì đấy là những cái điểm sáng của thị trường. Và đối với kịch bản của VN Index trong tuần tới là gì? Tức là tuần từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10. Từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 tháng 1 thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp mà VN Index đã rơi từ cái nền 1020 điểm và rơi xuống vùng 950 điểm thì Hùng Lê đã liên tục có những phân tích định lượng tại đây, và gần như thì VN Index của chúng ta đang có một cái quá trình hình thành đáy tại vùng 950. Và Hùng Lê đánh giá là trong những cái phiên Hùng Lê quan sát cung cầu thì Hùng Lê thấy rằng là cái sự giằng co cung cầu ở trong phiên nó rất là mạnh, và khi cái sự giằng co rất là mạnh như vậy thì VN Index của chúng ta sẽ chưa thể tăng mạnh được. Đó, VN Index của chúng ta vẫn đang trong quá trình tạo nền. Và thiên về cái kịch bản là nếu như những cái cây nến đóng ngày thì chúng ta có thể nhận định được cái xu thế tích cực hơn mà thôi. Còn cái việc là VN Index của chúng ta phải tăng mạnh khi mà cái lượng cầu nó phải có cái sự áp đảo, cái lượng cầu nó phải áp đảo trong phiên, và cái lượng cầu nó phải cực kỳ chắc chắn, thì đấy là những cái cách mà Hùng Lê quan sát về thị trường để có được những cái bản tin phân tích định lượng về VN Index gần như là khá là chính xác. Theo như Hùng Lê đánh giá lại là như vậy. Nó cũng chỉ bị lệch đi một tí thôi, nhưng gần như khá là chính xác về những cái bản tin định lượng về thị trường. Hùng Lê rất là sát. Thì VN Index của chúng ta sẽ song trùng với cái việc bản thân ngay từ thứ sáu tuần trước thì Hùng đã có những cái định lượng là VN Index chạm về vùng 970, đúng không ạ? Chạm về vùng 970 thì kết tuần đã chạm về 970 đến vùng 975. Thì nó song trùng với việc là hợp đồng phái sinh sẽ chạm về vùng khoảng 885 điểm, và tại đó thì phái sinh cái đội sọc họ sẽ sọt xuống, và đấy là những áp lực mà sẽ gây nên cái việc là VN Index của chúng ta sẽ có một nhịp chỉnh. Và trong phiên kết tuần thì là VN Index đã không giữ được vùng 970. Vậy thì cái kịch bản tiếp theo của VN Index ở trong tuần này là gì? Thì phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, tức là một kịch bản đầu tuần thì khả năng là VN Index của chúng ta sẽ chỉnh từ vùng 970 và VN sẽ test lại một lần nữa ở vùng 960 anh chị nhé, sẽ test lại một lần nữa ở vùng 960. Đó,
sẽ test lại vùng nữa, một lần nữa ở vùng 960, và sau đó thì Hùng Lê sẽ quan sát những cái điểm cung cầu và cái điểm đích đến thì có thể đánh chạm về. Trong tuần mới này thì chúng ta sẽ kỳ vọng là VN Index sẽ đánh vượt thoát vùng 970 và đâu đó ở một cái tọa độ khoảng vùng 975 điểm cho một cái điểm kết tuần của VN Index. Những phiên đầu tuần thì VN Index sẽ test trả lại ở quanh vùng 960 điểm, và nếu như khỏe thì nó chỉ về khoảng tầm 900 ở đây này. Nếu khỏe là nó chỉ về ở đây khoảng tầm 963 điểm thôi. Khỏe thì sẽ 1/2 của cái cây nến này, nó là hợp lý khỏe như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ đề phòng một cái kịch bản là hợp đồng phái sinh sẽ sọc xuống, bởi vì khi đó thì hợp đồng phái sinh sẽ sọc xuống và hợp đồng phái sinh sẽ test lại ở cái vùng 975 một lần nữa. Sẽ test lại vùng 975 một lần nữa trước khi mà đội long đánh lên. Đó, vậy thì cái kịch bản trong tuần tới thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái tuần mà giao dịch nó cũng sẽ rất là ok thôi, sẽ rất là ok về thị trường. Các cái mã cổ phiếu trụ và các cái nhóm ngành thì rất là ổn, ví dụ nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành thép, một số các cái mã cổ phiếu trụ, các mã cổ phiếu blue chip thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng. Rồi ok, còn phần thứ ba thì Hùng sẽ đi phân tích lại một số danh mục các cái mã cổ phiếu, thì cơ bản Hùng đánh lại thôi. Những một số các cái mã cổ phiếu này thì Hùng Lê sẽ phân tích lại, và nếu như có những mã cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian của các bản tin này. Okay, các anh chị có thể comment để hỏi Hùng Lê, để hỏi Hùng Lê ở dưới các cái dòng bản tin này ở đây. Sau đó thì Hùng sẽ dành thời gian để Hùng có những cái phân tích định lượng giúp cho toàn thể cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta. Thì nhóm ngành xây dựng thì chúng ta sẽ phân tích định lượng một số các cái mã cổ phiếu. Đất xanh, DG. Bản thân đất xanh thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng ở đây. Cái nền của đất xanh ở nền 14 và hiện tại thì đất xanh có được một cái nhịp tạo đây này. Nhịp tạo đây tạm gọi là cái nhịp tạo đáy ở đây. Đó, những cái nhịp tạo đáy ở đây. Nhưng mà nhịp tạo đáy này thì cũng là những cái nhịp hồi phục ngắn, và khi chạm về đây thì đất xanh lại phiên kết tuần là đất xanh đã bị ra rất là mạnh. Và với cái việc ra rất là mạnh như này thì cơ bản là đất xanh lại tích lũy lại thôi. Và cái xu hướng hiện tại của đất xanh nhé, xu hướng hiện tại của đất xanh là đang chuyển từ xu hướng hồi sang xu thế giảm giá, các anh chị lưu ý. Những cái áp lực hiện tại đây, tín hiệu dòng tiền thì đang bị cắm đầu xuống, tín hiệu MACD cũng đang bị xấu đi. Chính vì vậy nên là đất xanh thì vẫn khả năng là vẫn chưa có thể thoát được cái kênh giảm giá ở đây. Đó, và cái tín hiệu sang tuần tới thì đất xanh khả năng là sẽ lình trình và tích lũy ở quanh vùng khoảng 13.5 đến vùng 14 thôi, chứ còn chưa, hiện tại thì nó cũng chưa thể tăng mạnh được đối với đất xanh. TDH. Đối với TDH thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng từ khá là sớm và từ cũng những bản tin khá là dài, khi mà TDH có một cái nền 978 này, 977 đến 978 đến nền 10 ở đây. Sau một cái nhịp chỉnh giảm ở đây thì Hùng đánh giá rằng là TDH sẽ có những cái nhịp tạo nền ở đây, và những cái nhịp tạo nền này thì phiên kết tuần ngày hôm nay thì TDH đã có một cái lực cầu khá là mạnh, mặc dù là không đóng cửa được ở cái mức giá cao nhất. Tuy nhiên với một cái lực cầu như thế này thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta đánh giá khá là tích cực. Khi mà đã đánh gãy được qua đây, đã đánh gãy được qua cái nền này. Đúng không ạ? Đã đánh gãy được qua cái nền này. Tức là khoảng nền 10.3. Đánh gãy được cái nền 10.3 thì kịch bản của trong những cái kịch bản phân tích thì Hùng Lê vẫn kỳ vọng là từ vùng tích lũy này thì TDH sẽ đánh chạm vùng 11.5, và mạnh hơn thì có thể đánh chạm lên được đến vùng 12. Đây là hai cái vùng kháng cự mạnh của TDH, nhưng mà trước mắt thì sẽ là vùng 11.5 trước. Vùng 11.5 trước thì chúng ta sẽ khi chạm đến gần cái vùng này thì chúng ta cũng canh để chúng ta ra hàng, chúng ta nhả hàng thôi. Một số tài khoản trong team của Hùng Lê thì hiện tại cũng đang nắm một số lượng khá lớn của mã cổ phiếu TDH, thì Hùng Lê cũng có phân tích định lượng đối với mã này như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu LDG. LDG cũng trong phiên ngày hôm nay thì LDG không giữ được cái mức giá cao nhất. Bản thân LDG thì hiện tại là LDG cũng đang có những cái điểm tạo nền thôi. Những cái điểm tạo nền quanh vùng 8.5.
Những cái điểm Hùng Lê đánh giá rằng là LDG trong giai đoạn hiện tại đang có những điểm tích lũy và tạo nền ở vùng 8.5, thì cái quá trình tích lũy nền, các anh chị lưu ý là những cái quá trình mà tích lũy nền thì thường nó đánh lên này, đó, xong đánh xuống này, rồi đúng không ạ, xong lại đánh lên này, được chưa, đó, xong lại đánh xuống. Cái quá trình đánh lên đánh xuống như vậy, nó đánh lên đánh xuống để nó hình thành nên được một cái chu trình ở đây, một cái chu trình tạo nền ở đây, và sau cái quá trình tạo nền đó thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta có thể nhận diện được những cái điểm đánh break lên. Thì trong trong khi mà cổ phiếu tạo nền thì chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên đua theo những cái lệnh xanh, mà chúng ta sẽ chọn những cái điểm hỗ trợ ở đây để chúng ta mua. Đó thì Hùng đánh giá rằng LDG ở vùng 8.5, các anh chị có thể tham gia vị thế của cổ phiếu LDG ở vùng 8.5. Và khi cổ phiếu này tích lũy tạo nền xong thì cái đặc điểm của cổ phiếu LDG là nó đánh cũng rất là nhanh. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy một cái nhịp này. Nó đánh từ vùng 8 mà lên 11, tức là một cái mức tăng cũng tương đối là nhanh đúng không ạ? Mức tăng tương đối là nhanh. Hoặc ở đây, đó, những cái nhịp tạo lập từ 8 này cũng đánh lên vùng 15. Đó, lịch sử của tạo lập của LDG, còn đây là một cái nhịp đánh dài của LDG thì nó không nói nữa rồi. Đó, đánh rất là nhanh, nên là cái mã cổ phiếu LDG này là Hùng Lê cũng rất là thích. Và hiện tại thì nó cũng sẽ cần thời gian, nó sẽ cần thời gian để cho nó hấp thụ hết được toàn bộ những cái lượng hàng ở trên này, nó hấp thụ hết được toàn bộ lượng hàng ở trên này, và cái lượng dòng tiền mới nó sẽ vào nó để thay thế. KBC cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê cũng có những cái phân tích định lượng. Tuy nhiên đối với KBC thì các anh chị của chúng ta cũng nên nhìn ở trên góc độ trend tuần. Thì đây các anh chị lưu ý, đây là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại với những cái góc nhìn của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng đang thỏa mãn những cái điều kiện sóng dài, và cái vùng hỗ trợ đây này, cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này đó là chính là vùng 14 14 chấm 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 1 đây này, 14.1 đến vùng 14.2 này này, đó chính là những cái nền hỗ trợ mà Hùng Lê đã có liên tục phân tích đối với KBC, và chúng ta nhìn ở trên những cái góc độ dài hạn thì cứ chạm hỗ trợ chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán. Vậy thì bây giờ hiện tại là KBC sẽ gặp khó ở vùng nào? KBC sẽ gặp khó ở vùng 16. Tuy nhiên khi mà KBC đánh vượt thoát được vùng 16 thì KBC sẽ chạy rất là nuột nà luôn. Đó, chúng ta sẽ nhìn ở trên những góc độ như vậy. Đó, KBC đi rất là chậm, nhưng mà đi những cái cách đi của KBC thì nó cũng sẽ khá là chắc chắn. Và khi mà cổ phiếu bull lên thì chúng ta sẽ không mua, các anh chị nhé. Chúng ta chọn những cái điểm mua hỗ trợ này. Và cái điểm 16 này là một cái điểm rất là quan trọng để có thể xác nhận một cái xu thế dài của KBC. Đó, KBC đã gặp khó ở vùng 16, và đánh giá rằng khả năng là khi chạm vùng 16 thì KBC sẽ có những nhịp đánh giảm lại đây và đã tích lũy lại ở nền 15. Đó, tức là cái kịch bản đi này từ vùng hỗ trợ này. Đó, và sau đó thì sẽ đánh piu phát xuống đây, cái này mũi tên xanh. Một số các anh chị có hỏi là sao mà Hùng Lê vẽ nhiều vậy, thì xin lỗi các anh chị là vì bệnh nghề nghiệp. Bởi vì Hùng Lê học là chuyên ngành của Hùng Lê là vẽ. Hùng Lê tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội khóa 2003 2008 các anh chị nhé. 19 18. Hiện tại thì KBC vẫn đang thỏa mãn những cái kênh sóng đang thỏa mãn những cái kênh sóng đi như này, và khả năng thì như vậy. Và cái quá trình đi của KBC thì nó rất là chậm các anh chị nhé. Nên là chúng ta cũng lưu ý, nếu mà chúng ta đầu tư KBC thì chúng ta cũng không thể nóng vội được. Mã cổ phiếu C2. C2 thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng đó. Đó, các anh chị thấy chưa? Vì là máy tính mới nên là những cái hình vẽ của Hùng Lê thì khả năng là nó bị mất đi. Đó, 22. Những cái hình vẽ của Hùng Lê nó bị mất đi, nhưng mà các anh chị xem lại những cái bản tin trước của Hùng Lê thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng khi mà cổ phiếu này từ vùng 25 thì Hùng đã peel một cái này, chắc chắn có, các anh chị xem lại đi. Và từ vùng 22 này, tức là vùng nền hỗ trợ của C2 thì chúng ta có thể canh mua. Và một thực tế thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi chúng ta phân tích và tìm những cái điểm hỗ trợ thì chúng ta đã có những cái nhịp đánh rất là tuyệt vời. Gần như rất là tuyệt vời luôn. Đó. Và hiện tại thì đã vùng 23 rồi, đúng không ạ? Và xu thế hiện tại của C2 thì lại tăng rồi. Chạm vùng hỗ trợ và những cái lực đánh như này thì cũng đánh giá rằng C2 đang rất là ok. Và chúng ta nhìn ở trên một cái kênh sóng trung và dài hạn của C2, trung và dài hạn nhé.
Tại vì sao Hùng lại có phân tích mã cổ phiếu C2? Bởi vì Hùng đang đánh giá là C2, cái ông này ông ấy đang đang rục rịch đây, ông đang rục rịch để ông có được một cái kênh sóng dài. Và khi chúng ta đánh theo kênh sóng dài thì chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi những cái nền giá hỗ trợ. Đó, những cái nền giá hỗ trợ Hùng lên phân tích ở đây, nền 22 rất là đẹp rồi. Và với một cái lực hồi phục như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng C2 sang tuần tới C2 sẽ tăng. Và tăng về đâu thì sẽ tăng về vùng 25 nghĩa đã. Chúng ta sẽ xem ở vùng 25 này. Cổ phiếu này có thể 25 nó sẽ quăng cuột tiếp các anh chị nhé, chứ không phải là ấy, hoặc là nó đánh bull qua một tí xong đó lại chỉnh về những cái vùng, thì chúng ta sẽ tìm sẽ tiếp tục tìm kiếm những cái vùng giá mục tiêu. Và chính vì cổ phiếu đánh chen dài nên chạm hỗ trợ chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán. Những anh chị nào mà đã có C2 chúng ta canh ở vùng 25 để chúng ta bán. Đó, bán đi, các anh chị cứ bán đi, Hùng sẽ tìm cho các anh chị những cái điểm mua thấp hơn dưới 25. Các anh chị ăn từng 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 nhịp một như vậy, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta không có gì phải vội cả. HDC. HDC thì bản thân những anh chị em nào mà theo dõi những cái bản tin của Hùng Lê thì chúng ta cũng có thể là được xem những cái bản tin của Hùng Lê khi Hùng Lê phân tích HDC ở những cái nhịp đánh ở bên này. Và khi mà chạm đến cái vùng 23.5, vùng 23, khi mà chạm đến vùng 23 thì HDC đã có một quá trình đi ngang và gần như HDC đã không bị gãy gãy cái nền 21 ở đây. Khá là đẹp ở cái nền 21 này không bị gãy. Khá là đẹp nền 21 không bị gãy thì HDC đã có một nhịp đánh lên anh chị nhé, đánh lên. Và cái phiên đánh mà quyết định đến cái xu thế hiện tại đây này là khi mà HDC đã đánh vượt vùng 23 với những cái lượng cầu xác nhận. Thì sau khi mà cổ phiếu này đánh vượt vùng 23 thì Hùng đã có những cái phân tích và định lượng, đã có những phân tích định lượng là vùng 23 sẽ là cái vùng hỗ trợ mới. Tức là đầu tiên ngày xưa kháng cự thì những cái cây nến bull như này thì nó sẽ chạm lại, nó sẽ ăn lại, test lại ở vùng 23 một tí. Đó, sẽ test lại ở vùng 23 một tí ở đây. Sẽ test lại ở vùng 23, sẽ kiểm tra lại toàn bộ cái lượng cung cầu vùng 23 này như thế nào. Sau đó thì cổ phiếu mới có thể hồi phục và đánh lên. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên một cái kênh xu thế tổng thể thì sao? Thì đây chúng ta sẽ nhìn ở một cái góc độ như thế này để chúng ta có thể nhìn tổng thể hơn. Bản thân cổ phiếu này thì nó đánh rất là hay. Tức là sau những cái nhịp tăng lên thì cổ phiếu sẽ có một cái giai đoạn đi ngang tích lũy. Và sau đó đánh lên tiếp. Sau đó lại đánh liên tiếp, lực cầu quay trở lại. Đó, sau một cái giai đoạn này chúng ta thấy rằng là sau một cái giai đoạn này gần như là cái lượng cung cầu nó rất là thấp và lực cầu quay trở lại. Thì ở trong cái giai đoạn hiện tại, đúng không ạ? Sau một cái thời gian nó đi ngang, cái lượng cung cầu khá là thấp và Hùng Lê đang nhìn thấy rằng là bắt đầu từ những cái thời điểm này thì cái lượng cầu đã, cái lượng 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 tiền đã bắt đầu tiếp tục đánh trở lại đối với mã cổ phiếu này. Chính vì vậy nên là Hùng Lê tiếp tục có những kỳ vọng của HDC sẽ đánh về vùng 3x. 3x các anh chị. Đây là một cái mã cổ phiếu mà cơ bản của nó rất là tốt, và hiện tại bây giờ thì kết hợp giữa cơ bản tốt và kỹ thuật tốt, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng để chúng ta có những cái điểm mua. Và các anh chị lưu ý cho Hùng Lê, chúng ta hoàn toàn có thể tham gia vị thế ở quanh vùng 23 một tí. 23 có thể 23.1, 23.2 gì đó, 23.2 gì đó. Đây. Trong tuần tới này thì chúng ta sẽ canh lại. Đây đang là những cái phiên lấp gáp. Thì để mà chúng ta không bị nhỡ vị thế, thì cái cách mua nó cũng sẽ rất là đơn giản. Chúng ta sẽ chia làm ba cái điểm mua. Ví dụ như mua này bằng này 24. Chúng ta sẽ nhân với lại khoảng 1 đúng không? Đó, cộng với lại 23.5 chúng ta nhân với 2, cộng với vùng 23 chúng ta nhân 3. Cái số 123 này là như thế nào? Cái số 123 này, ví dụ như các anh chị mua vùng 24 100 cổ phiếu thì vùng 23.5 chúng ta mua 200 cổ phiếu và vùng 23 chúng ta mua 300 cổ phiếu. Đó, cái cách như vậy. Hoặc là ví dụ như vùng 24 chúng ta mua 500 cổ phiếu thì chúng ta đặt 23.5 chúng ta mua bao nhiêu? 1.000. Và cái này sẽ mua 1.500. Tức là cái tỷ lệ là khi mà mã cổ phiếu, khi mà chúng ta đã dò tìm được cái vùng giá mục tiêu rồi thì gần sát cái vùng giá mục tiêu đó thì chúng ta sẽ mua cái lượng hàng lớn nhất. Và sau đó thì chúng ta
để làm sao để lỡ may cổ phiếu, ví dụ như là cổ phiếu nó sẽ đánh vượt, ví dụ như sang tuần nó sẽ đánh vượt thoát luôn vùng 25. Vậy thì khi chúng ta đã có vị thế rồi và chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây tốt rồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đã có vị thế thì chúng ta mua nó sẽ khác với việc là chúng ta không có vị thế các anh chị nhé. Hai cái điểm mua nó hoàn toàn khác nhau. Khi có vị thế rồi thì chúng ta có thể mở mua tiếp bởi vì lúc đó chúng ta đã sẵn hàng ở trong tài khoản rồi và chúng ta có thể quay trở rất là tức thì khi mà cổ phiếu nó không đi theo đúng theo cái kênh xu thế của chúng ta. Còn hiện tại cũng đánh giá rằng HDC cũng là mã cổ phiếu tốt, cũng đã hướng dẫn các anh chị cách mua. SGS, bản thân SGS thì như thế nào đấy nhỉ? SGS thì vẫn là trong một quá trình tạo nền thôi các anh chị. Cơ bản vẫn là đang trong một quá trình tạo nền và hình như nhớ không nhầm là ở vùng 16 này. Trong cái bản tin phân tích vùng trước ở vùng 16 và có một cái điểm vùng phân tích của SGS ở đâu đó ở khoảng vùng nền 15.2. Đó, 15.2. Nhịp 1 là vùng phân tích ở vùng 15.2 và nhịp 2 là khi có những cái nhịp test trả ở đây ở vùng 16. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại của SGS thì SGS cũng sẽ chưa tăng mạnh được ngay các anh chị ạ. Sẽ chưa tăng mạnh được ngay và các anh chị có thể là nhịp này thì SGS sẽ trả lại ở vùng đây. Sẽ trả lại vùng 16 và ở vùng này tích lũy thành công thì SGS sẽ có một nhịp đánh tăng mới. Về cơ bản, về xu thế hiện tại của SGS thì cũng đánh giá rằng là vẫn ok ở trên một cái kênh xu thế anh chị nhé, vẫn ok ở trên một kênh xu thế và chúng ta có thể canh các cái điểm mua vị thế ở vùng 16. Vùng 16 mà test tích lũy thành công thì trong nhịp này có thể đánh chạm vùng 19, mạnh hơn thì có thể đánh chạm vùng 20. Nhưng mà trước mắt sẽ là vùng 19 trước, còn vùng 20 thì chúng ta sẽ phân tích và định lượng sau. Còn vùng 19 sẽ là cái vùng mà đầu tiên đánh từ vùng 16 lên vùng 19 đối với mã cổ phiếu SGS. Nam Long thì NLG thì như cũng chưa có những cái gì xuất sắc đúng không? Bởi vì là Hùng đã có phân tích rồi. DG có gì không ạ? Đó, DG thì sau những cái nhịp tạo nền ở đây, nền 13 thì Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin video trước đây của Hùng lên. Đối với DG thì trong nhịp này khả năng thì cũng sẽ đánh vùng kháng cự dày ở đây khoảng vùng 14.8 là thôi, 14.8. Những cái tài khoản mà đang nắm giữ DIG thì chúng ta cũng sẽ canh bán ở DIG ở vùng này thôi, vùng 14.8, mạnh thì sẽ lên được vùng 15 nhưng cơ bản là sẽ ở vùng 14.8. Rất tiếc là ngày hôm nay thì DIG đã không đóng cửa được trên vùng 14. Tuy nhiên với những cái gọi là cách đánh như hiện tại thì Hùng Lê hoàn toàn kỳ vọng là trong cái nhịp này thì DIG sẽ chạm vùng 14, cùng nó song trùng với việc là nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành xây dựng đang có những cái nhịp đánh nó cũng khá là ok. Đối với HBC thì sao? HBC thì chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái kênh xu thế tổng thể để chúng ta lý giải được là vì sao HBC đã có một quá trình giảm từ vùng giá 39 và đến bây giờ đến hiện tại là đã chạm vùng suy sát ở đây các anh chị, đã chạm vùng 10, tức là giảm về mệnh giá. Và từ vùng 40 giảm về vùng 10 tức là mất bao nhiêu phần trăm anh chị? Khá là tương đối, 30/40, một cái mức giảm mà khá là đau thương. Và chúng ta thấy rằng là khi một cái kênh xu thế giảm, các anh chị nhìn thấy khi một cái kênh xu thế giảm thì nó giảm dài, không biết đâu là đáy cả. Chúng ta đừng cố đoán đâu là đáy và đừng cố đoán đâu là đỉnh của cổ phiếu đó, đừng có bao giờ có một cái thói quen đó. Và chỉ có khi nào cổ phiếu tạo đáy, tạo nền thì lúc đó chúng ta mới có thể có được những cái đánh giá về những cái lực hồi của cổ phiếu. Thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê đánh giá HBC ở trên góc độ như thế nào? Đây, anh chị có thể xem những cái đánh giá của Hùng Lê. Trong tuần vừa rồi thì trên Zoom, vì Hùng Lê tắt Zalo đi rồi, bởi vì là 11.5, bởi vì là Hùng đang phân tích ban ngày nên là trên team Zalo thì nó sẽ có những cái tin nhắn nhảy lên nhảy xuống và như vậy chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến cái quá trình mà chúng ta phân tích cổ phiếu. Sau khi HBC có một cái nhịp ở đây là nhịp chạm về 10 thì HBC có một nhịp đánh dẫn và có đến khoảng tầm một tuần để HBC lấp gáp và sau đó thì phiên ngày hôm qua thì HBC lại tiếp tục có một phiên đánh lên. Thì với xu thế hiện tại thì các anh chị có thể quan tâm đến cổ phiếu HBC rồi. Đó, khi mà cổ phiếu có những cái tín hiệu như thế nào thì chúng ta sẽ quan tâm, thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích và định lượng.
Và những cái định lượng đó thì bây giờ đối với hiện tại các anh chị có thể quan tâm đến HBC ở vùng giá 11.2. Vùng giá tại sao lại vùng 11.2? HBC sẽ có những cái phiên test lại các anh chị nhé, sẽ có những phiên test lại, thậm chí là vùng 11 thì chúng ta sẽ chia điểm mua ra. Đó, ví dụ điểm mua 11, điểm mua 12 thì đây chính là những cái điểm mua vị thế của HBC. Và trong cái nhịp này thì HBC sẽ đánh về đâu? Đánh chạm vùng kháng cự ở đây. Tức là nó cũng một cái nhịp, thực ra thì bản thân là khi mà cổ phiếu rơi, khi mà cổ phiếu rơi dài thì những cái nhịp đánh thường thường là những cái miếng đánh mà nó ngắn các anh chị nhé. Còn khi mà nó chuyển sang pha xu thế, nó chuyển sang một cái kênh xu thế dài hạn thì lúc đó chúng ta cần thời gian. Và liệu rằng là HBC có thể chuyển sang một kênh xu thế dài hạn ở đây không, thì đấy là câu trả lời mà chúng ta sẽ chờ. Hùng sẽ liên tục phân tích và định lượng cổ phiếu HBC trong thời gian tới. 14 nhịp hồi ngắn từ vùng nền ở đây, đánh chạm vùng 14, đấy là target gần cho HBC. Đã phân tích IGC. Ở cái thằng IGC này các anh chị, thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà mang cái tính đầu cơ, nó tính đầu cơ khá là cao. Và chúng ta cũng có thể xét ở trên một cái góc độ tổng thể của cái cách đi của cổ phiếu này. Cách đi của cổ phiếu này thì sau một cái nhịp đánh, bây giờ là nó đã cao nhất rồi, sau một cái nhịp đánh tăng. Đó, sau một cái nhịp đánh tăng thì nó nghỉ ngơi. Sau một cái nhịp đánh tăng thì nó nghỉ ngơi. Đây là một cái giai đoạn nghỉ ngơi, và đây cũng là một cái giai đoạn nghỉ ngơi. Và hiện tại thì đã có một cái tín hiệu đánh của tuần. Ở một cái phiên đến tuần nó đánh hơi phũ và dã man. Và chúng ta, một số cái tài khoản thì đang hỏi Hùng Lê là chúng ta sẽ phải canh mua lại như thế nào, bởi vì bây giờ nó cũng sẽ rất là khó. Nếu chúng ta mở mua vùng 16 thì nó hơi bất an. Và nếu như chúng ta thòng ở những cái vùng giá thấp ở dưới này, tức là theo như quan điểm của Hùng Lê thì khả năng nó sẽ lấp gáp ở khoảng vùng 15.5. Khả năng là chưa chạy được đâu, ngay đâu các anh chị. Và thậm chí sâu hơn nó có thể là vùng 15.3. Đó, ở vùng 15.3. Thế thì cái cách mà để chúng ta xử lý cái tình huống khi mà chúng ta phân vân ở những cái điểm lấp gáp, theo như quan điểm của Lê thì cổ phiếu này sẽ lấp gáp, tức là kéo vùng 17 thì đánh đạp một phát này, rồi từ cái vùng này thì mới bắt đầu đi lên. Đó, vậy thì để chúng ta cũng không bị nhỡ vị thế, nó hoàn toàn tương tự như là cái cách mua của cái mã lúc nãy Hùng có phân tích đó, ví dụ như là HBC chẳng hạn. Đó, thì chúng ta có thể vùng 16 chúng ta sẽ vào với tỷ lệ là 1, thì vùng 15.5 chúng ta sẽ vào tỷ lệ là 2, và vùng 15 đến vùng 15.3 chúng ta sẽ vào tỷ lệ là 3, nhân 3 lên. Đó, thì chúng ta sẽ có 3 cái điểm mua như vậy đối với cổ phiếu IDG. Và IDG thì sẽ đánh về đâu? Trong cái nhịp đánh này thì Hùng kỳ vọng là IDG sẽ đánh chạm vùng 20 các anh chị nhé. Hơi xa, nhưng mà với những cái mã cổ phiếu như thế này thì nó đi nó cũng rất là nhanh thôi. Đó, tạm thời kỳ vọng từ vùng đánh từ vùng 15.3, 15.5 này và đánh chạm vùng 20 đối với IDG. Ngân hàng và chứng khoán thì cũng đã có phân tích rồi. MBB, Vietcombank, MBB, Techcombank, còn có mã cổ phiếu VIBank. Hình như lúc nãy là chúng ta bị sót mất mã cổ phiếu VIBank. VIBank chúng ta không phân tích ở trên team. Thì bản thân VIBank là trong cái nhịp mà Hùng Lê có phân tích và định lượng, thì VIBank sẽ chỉnh chạm về đâu các anh chị nhỉ? 10, các anh chị xem lại giúp Hùng, hình như là Hùng nhớ không nhầm là 19 đến vùng 19.5. Và về đến vùng này thì VIBank sẽ tích lũy tại đây, và ở một cái biên tích lũy trung bình ở trong cái này nó khoảng vùng giá 19.3. Thì tại đây thì VIBank đã có một cái lực hồi, một số các tài khoản Hùng Lê thì đã mua VIBank, và Hùng Lê cũng có khuyến nghị rằng là VIBank trong nhịp này thì sẽ chạm về vùng kháng cự 21.5. Khả năng là khi đổ về đây thì VIBank cũng sẽ nhào thôi. Phiên thứ 6 này thì một cái phiên mà VIBank kéo lên và sau đó thì không giữ được, thì về cơ bản và tổng thể thì các anh chị lưu ý Hùng ở VIBank ở cái đoạn này này. Đoạn này là đoạn bao nhiêu đây? Vùng 20.3, khoảng vùng 20.3. Có thể là trong cái phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 đầu tuần thì sẽ có những cái điểm test trả lại đây. Và từ vùng này nó không bị gãy thì cái cơ hội mà VIBank chốt hạ về vùng 21.5 vẫn còn.
Nếu như cái vùng này mà bị gãy thì VPBank lại có thể là sẽ tích lũy lại nền, sẽ tích lũy lại nền một lần nữa, tích lũy lại nền một lần nữa. Nhưng về cơ bản là những cái trận đánh của VPBank trong cái giai đoạn hiện tại được đánh giá ok rồi. Và chúng ta nhìn ở trên một cái kênh xu thế dài, trên một kênh xu thế dài thì bản thân ở trong cái giai đoạn hiện tại thì VPBank cũng đang có một cái quá trình, sau một cái nhịp tăng mạnh thì VPBank cũng đang có một quá trình hình thành đáy, hình thành đáy. Và quá trình hình thành đáy này thì nó cũng sẽ một cái cách mà Hùng Lê phân tích cho các anh chị nó cũng sẽ rất là đơn giản thôi. Tức là chạm hỗ trợ thì chúng ta mua và chạm kháng cự thì chúng ta bán. Thì bản thân là ở đây khi chúng ta chạm hỗ trợ đây, đúng không ạ? Chạm hỗ trợ đây thì chúng ta mua và chạm kháng cự đây 21.5 đấy chính là những cái kháng cự, và thậm chí là vùng 21 vùng 21 là những cái vùng đã bắt đầu VPBank đã có những cái kháng cự ngắn ở đây rồi. Nhưng mà với việc là dòng ngân hàng, Hùng có đánh giá rằng tín hiệu dòng ngân hàng hiện tại đang khá là tốt, chính vì vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là VPBank sẽ tiếp tục có một nhịp chỉnh nhẹ đây và đánh chạm vùng 21.5 để chúng ta chốt. Dầu khí thì chúng ta sẽ phân tích lại cổ phiếu BSR và POVK, tại vì BSR và POVK lọc hóa dầu Bình Sơn, đây là những cái doanh nghiệp rất là lớn nhưng không hiểu tại sao là lái lại đạp về đến cái vùng dưới mệnh giá và đạp rất là dài, rất là sâu. Bản thân những cái phân tích định lượng về về cơ bản ấy, các anh chị, về cơ bản là nó không có cái mệnh giá này, tức là nó đang bị thấp hơn so với định giá cơ bản của doanh nghiệp. Thì những cái định giá nó thấp hơn thì bây giờ là chúng ta sẽ khó để giải thích, còn trên những chúng ta chỉ căn cứ trên những cái tín hiệu kỹ thuật là những cái mã cổ phiếu này chưa tăng mạnh ngay được. Đó, chưa tăng mạnh ngay được, và đây cũng đang BSR thì đang hiện tại là đang tạo lại, xây lại cái nền. Xây lại cái nền ở đây là nền nền 8 đến nền bao nhiêu đây ạ? 8 đến nền 8.5. Đó, BSR đang xây lại nền và cơ bản là tín hiệu xây nền hiện tại thì vẫn đang xây thôi, chứ còn chưa có những cái sự phục hồi. Bởi vì cổ phiếu khi đã bị đạp sâu như thế này thì nó cũng sẽ cần rất là nhiều thời gian. POVK cũng hoàn toàn tương tự như vậy, với những cái định giá cơ bản về doanh nghiệp thì giá trị của nó phải hơn như thế này. Tuy nhiên là POVK cũng đã có một cái nhịp đạp ở đây, cũng đạp về gần như là 14.5. À không phải cả nhà, 11.5. Về vùng 11.5 đây cũng là gần như là cũng chạm về cái đáy ở bên này, thì sau khi chạm về đây thì POVK cũng đã có một nhịp đánh thần thánh ở đây và sau đó thì chỉnh rũ và có hai nhịp đánh rất là mạnh ở đây. Thì hiện tại thì chúng ta sẽ xem và định lượng POVK ở những cái góc độ như nào, thì cơ bản là vẫn chưa thể tăng được các anh chị nhé, cơ bản vẫn chưa thể tăng được, và chúng ta có thể kỳ vọng rằng là cái vùng 11.5 này thì cái vùng này là chúng ta chốt chặn ở đây thôi, không bị gãy 1.5 và tích lũy tại đây. Và cái thời gian tích lũy thì theo như những cái cách quan sát của ông Lê thì nó sẽ rất là dài anh chị nhé, nó không thể ngày 1, ngày 2, nó sẽ tạo nền ở đây và nó sẽ tạo khá là dài ở đây, và chúng ta sẽ chờ. Trên những cái xu thế ngắn hạn thì POVK vẫn đang chịu một cái áp lực chỉnh, đường MACD đang khá là xấu, tín hiệu dòng tiền đang đi ngang và thanh khoản những cái điểm gần đây thì cơ bản ở đây là POVK đã có những cái phiên phân phối giảm, và sau những cái phiên phân phối giảm này thì Hùng Lê cần có những cái phiên cầu lấp trở lại, có những phiên cầu lấp trở lại thì nó sẽ ok về xu thế. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu về ngành cao su. DPR thì chúng ta đã, đây là cái vùng kháng cự này, kháng cự của nó ở vùng 40 thì cơ bản là canh chốt thôi, và chúng ta lại chờ những cái điểm hỗ trợ dưới này để chúng ta, đây là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà trong cái giai đoạn trước thì Hùng Lê không chú ý nên dẫn đến một việc là chúng ta bị trật mất một số cái nhịp đánh của nó khá là hay. Thì thôi, chúng ta chờ những cái cơ hội nó tốt hơn. Còn về cơ bản hiện tại thì đây là những cái nhịp mà chúng ta nên canh chốt, đây là những cái nhịp mà tạo lập kéo các anh chị nhé, kéo để xả này, và chúng ta sẽ chờ mua lại ở những vùng này. Các anh chị nào mà đang nắm giữ mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ nên canh để chốt. TRC cũng là cái mã cổ phiếu rất là hay. TRC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay, và chúng ta sẽ nhìn ở trên trên một cái kênh đến tuần đó.
TRC đã có một cái nhịp đánh, anh chị có thể nhìn thấy đây, sau một cái nền tích lũy dài thì TRC có một nhịp đánh, và ở đây nó cũng hoàn toàn tương tự như là mã cổ phiếu DPR chúng ta vừa phân tích xong. Thì khi chạm về những cái vùng kháng cự, vừa về những cái vùng kháng cự đó thì cổ phiếu lại rơi, và như vậy là cái xu thế này thì xu thế cổ phiếu sẽ rơi về đâu? Sẽ rơi về đâu thì chúng ta sẽ tìm được những cái điểm hỗ trợ ở đâu đó khoảng quanh vùng giá 20, khoảng vùng giá đây này, những cái điểm hỗ trợ này, khoảng quanh vùng giá 25. Đó, như vậy là cổ phiếu sẽ rơi và chúng ta sẽ chờ chờ vùng 25 thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Đó. Rồi, chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu DRC. Bản thân DRC thì chúng ta sẽ nhìn ở trên những cái góc độ như thế này. Lịch sử tạo lập của DRC thì DRC cũng đã có những cái nhịp tăng, các anh chị nhìn thấy nhé, có những nhịp tăng rất là mạnh. Ở đây những cái nhịp tăng rất là mạnh, và tính ra nhịp tăng này thì cũng đã tăng từ đâu đó khoảng vùng 9 mà tăng lên tận vùng 30 đi, cứ cho 30 đi, đó là cũng phải gấp 3 lần. Và sau đó thì DRC cũng đã có một cái nhịp giảm. Và hiện tại trong cái nhóm ngành cao su thì Hùng Lê đánh giá rằng DRC cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay. Và chính vì nó hay nên là Hùng cũng đã có những cái phân tích định lượng của DRC ở đâu đó khoảng vùng giá, khoảng vùng giá ở đây là 22 các anh chị nhé. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước, tại vì là vì máy tính nó bị mất dữ liệu nên là Hùng đang phải mượn một cái máy tính khác, thì nó sẽ có thể là nó sẽ bị lệch đi một tí, nhưng mà theo như khả năng là nó cũng sẽ không lệch nhiều đâu. Thì DRC đã có sau một cái nhịp đánh dẫn ở đây vùng 24 và có những cái nhịp test lại vùng 22 này, một cái nhịp test rất là đẹp ở đây. Và đặc biệt là một cái vùng chốt chặn ở vùng 18 này cũng khá là tuyệt vời luôn. Thì xu thế hiện tại, trên cái xu thế hiện tại Hùng đánh giá rằng là DRC đang bước vào một cái kênh xu thế mới và một kênh xu thế dài từ vùng giá 22. Và mục tiêu của DRC thì ngắn hạn thì đây nó sẽ có những cái kháng cự ở đây là vùng 26 đầu tiên này. 26 này. 26 này, xong nó đến khoảng vùng 30. 3x. Mạnh thì sẽ đánh lên được vùng 3x, còn trước mắt thì sẽ kỳ vọng từ đánh từ vùng 22 chạm vùng 26 ở trong cái nhịp đánh này. DRC cũng là một cái miếng đánh rất là hay. Và đó, và như vậy thì nó cũng hoàn toàn phù hợp với lại những cái lý thuyết về sóng Elliott ở trong cái nhịp này, đánh maximum thì sẽ chạm về vùng 26. Vùng 26 cũng là vùng kháng cự và cũng là vùng chúng ta đếm sóng đối với mã cổ phiếu DRC. Ngành thép thì chúng ta đã phân tích hai mã cổ phiếu Hòa Phát và Hoa Sen, chúng ta sẽ phân tích tiếp Nam Kim. Thì bản thân là NKG thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị dành cho tất cả những anh chị em trong team của Hùng Lê. Chúng ta mua, và tại vì sao chúng ta mua thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trong một cái kênh xu thế tổng thể là Nam Kim cũng là một cái mã cổ phiếu mang cái tính đầu cơ cực kỳ cao, và khi nó vào những cái kênh sóng tăng thì Nam Kim cũng đã có một cái mức tăng rất là thần thánh. Và trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta nhìn thấy là Nam Kim đã chạm về cái vùng ở đây, tức là cái vùng hỗ trợ đây các anh chị nhé, cái vùng hỗ trợ này này, ở vùng này là Nam Kim đã test đáy này và test coi như là test thành công, Nam ở trên biểu đồ đến ngày đó. Cái cơ sở để Hùng Lê phân tích ở đây đó chính là vùng 5.6. Cơ sở để phân tích Nam Kim ở đây là vùng 5.6, và có thể trong cái từ vùng 5.6 này Nam Kim sẽ đánh chạm vùng 8. Và bản thân trong những cái điểm mà Hùng có phân tích ở đây vùng 6.5 là khuyến nghị các anh chị là sau khi mà nhịp đánh bull này xong thì cổ phiếu này sẽ chỉnh, các anh chị cứ xem lại những cái bản tin phân tích của Hùng Lê đi. Sẽ chỉnh về đây, và cái biên ở đây thì có thể là vùng chốt chặn là vùng 6.5 đến vùng 6.7 ở đây. Từ vùng này thì cổ phiếu này sẽ đánh tăng tiếp, và chúng ta nhìn ở trên xu thế ngắn thì Nam Kim sẽ đánh chạm vùng 8, và từ vùng 8 thì nó sẽ chỉnh lại ở khoảng vùng 7, nó sẽ rất là hợp lý ở vùng 7 ở đây, chỉnh chạm về vùng 7. Và cái vùng này thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là chúng ta canh nhanh tân lẹ mắt để chúng ta có thể mua Nam Kim. Về mặt lý thuyết thì Nam Kim cũng sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu các anh chị ạ, sẽ chưa tăng mạnh được ngay đâu, và Nam Kim cũng đang trong một cái quá trình hình thành những cái nhịp tăng giảm như thế này. Thì chúng ta sẽ canh những cái điểm hỗ trợ, đây là những cái điểm hỗ trợ và đây là những điểm kháng cự chúng ta bán, và hỗ trợ thì chúng ta mua. Đó, kháng cự chúng ta mua. Một số anh chị là còn kêu là mua được ít Nam Kim quá, bởi vì thực ra thì Hùng Lê cũng đang đánh giá là Nam Kim nó chưa tăng mạnh nên là các anh chị mua được ít thì cũng đúng thôi.
Bởi vì là đây là trong cái giai đoạn mà cổ phiếu đang tích lũy tạo nền thì chúng ta vào maximum nó khoảng tầm 30%. Đó thì Nam Kim cũng là một mã cổ phiếu rất đẹp anh chị nhá. TLH thì sao? Bản thân là trong những cái phân tích định lượng trước đây thì Hùng có đánh giá rằng là sau khi mà Hòa Phát tăng, sau khi mà Hoa Sen tăng thì hai cái con em lít nhít đó là Nam Kim và TLH thì cũng là hai con em mà chúng ta cũng nên quan tâm đối với nó. Thì đó anh chị cũng có thể nhìn thấy là lịch sử tạo lập của TLH cũng có những cái mức tăng cực kỳ ấn tượng, có thể nhân đôi tài khoản và có thể nhân ba tài khoản luôn đó, nếu như chúng ta có bắt được những cái nhịp. Thì đây là những cái nhịp mà bắt đầu có những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải quan tâm đến những cái em lăng nhăng lít nhít này đấy, những cái em lăng nhăng lít nhít này. Thì cái cơ sở để Hùng lên định lượng của TLH đó là vùng 4 và vùng 4.3. Biên tích lũy trung bình của TLH ở đây khoảng vùng 4.2. 4.2 thì ở cái vùng 4.2 thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mua vị thế các anh chị nhé, mở mua vị thế với kỳ vọng chúng ta đánh một sóng dài của nhóm chung là nhóm ngành thép của năm 2020, và cơ cốt lõi là một số cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích định lượng. Thì sau khi đánh chạm vùng 4.8, sau khi đánh chạm vùng 4.8 rất là hung hãn thì lại chỉnh về đây thôi. Chỉnh về đây chạm hỗ trợ chúng ta mua và lại đánh lên nhịp này thì đánh lên 5.2 đi, ví dụ như vậy. Đây ví dụ thôi các anh chị nhé, mô hình thì Hùng cứ vẽ trước như vậy khả năng là được đấy, 5.2 ổn đấy. Đó sẽ đánh lên 5.2, đánh lên 5.2 xong nó lại quăng cụt lại và nó lại giảm lại thì chúng ta lại phân tích tiếp theo, ok được không ạ? Hàng không thì VDC Hùng đã có phân tích rồi, chúng ta định lượng lại cổ phiếu HVN một tí. HVN thì ông ấy hơi lình tà lờ xình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ông nhà nước nên là mọi người thì hay có những cái quan điểm so sánh là tại sao đi Việt Nam Airlines à, chưa được đi máy bay các anh chị ạ, nên là nói hơi lộn. Em thế mà sao kết quả kinh doanh giá thị giá nó lại thua VDC, thì đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta cũng khó để chúng ta phân tích định lượng ở những cái góc độ như vậy. Còn ở trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đã có những cái định lượng của HVN rất sớm anh chị nhé, HVN rất sớm. Cơ sở để Hùng Lê phân tích định lượng của HVN đó là vùng giá 33. Tại vùng giá 33 này chúng ta thấy rằng là HVN đã không thể gãy được cái nền 33 này, đã có khoảng 3-4 lần để test. Thì về cơ bản là trên một cái kênh xu thế dài, nếu như các anh chị chúng ta xác định đầu tư thì chúng ta sẽ canh ở vùng 33 đến vùng 34. Các chị yên tâm, ở vùng 33 đến vùng 34 đây đang là những cái vùng tạo nền. Đây vùng 34 đúng không? Đấy. Đây đang là cái vùng tạo nền của HVN, và cái việc tạo nền này thì theo như Hùng Lê phân tích và nhận định thì khả năng nó sẽ đi đến khoảng tầm độ hết tháng 1 đi, hết tháng 1 của năm 2020. Đó, nó sẽ đi ngang ở đây, đây vùng 34 đó. Và sau khi nó đi hết cái tháng 1 đi thì sẽ có những cái miếng đánh của thằng HVN. Đó, và những cái phân tích định lượng này là những cái phân tích định lượng sớm, giống như chúng ta dự báo thời tiết ấy. Và chúng ta dự báo những cái điểm mua sớm hoặc là những cái điểm gọi để chúng ta vào hàng thì ở quanh vùng giá 33 đến vùng giá 34. Đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể định lượng để chúng ta tham gia. Họ nhà Viettel VGI, VGI thì như thế nào? VGI thì không có gì đột biến các anh chị. Trong những cái phân tích mà định lượng của ông Lê thì đánh giá rằng là VGI đang đi vào một cái sóng chỉnh C ở đây. Khả năng là chạm vùng 22 này thì hợp lý hơn này, vùng 22 này tích lũy thì đẹp này. Đó, vùng 22 này thì chúng ta tiếp tục nói câu chuyện. Ở những cái tín hiệu hiện tại thì cổ phiếu này đang hồi nhưng mà khả năng thì cũng không hồi bền. Còn nếu như gãy 22 thì thôi, cái câu chuyện mà VGI mà gãy 22 thì thôi, hết 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 chuyện để nói. Bởi vì khi gãy vùng 22 rồi á thì như vậy là chúng ta thấy rằng là không còn cái gì để nói, bởi vì khi đó thì VGI gần như là khả năng là sẽ đạp về nền. Khả năng cao là sẽ đạp về nền và khả năng cao là sẽ đánh về ở những cái vùng nó ở đây này, vùng 18. Vùng 18 và thậm chí là có thể vùng 17.
Xu thế hiện tại của VGI chưa có những cái tín hiệu đột biến các anh chị nhé. Các anh chị lưu ý những cái điểm ở đây, VGI bị gãy vùng 24. Gãy vùng 24 thì sẽ đánh về vùng 22, gãy vùng 22 thì sẽ chạm về vùng 18. Đó, những cái định lượng như vậy. Và chúng ta không nên mua VGI ở trong giai đoạn hiện tại. CTR thì sao? CTR thì cũng hoàn toàn như vậy, Viettel, công trình thiết kế Viettel. Bản thân là ông này ông ấy tạo lập các anh chị nhé, tạo lập đang neo ở đây thôi nhé, đang neo ở đây thôi nhé, và chỉ cần một lúc mà tạo lập người ta tháo khuôn ấy, tháo ván ấy, thì lúc đó thì nó rơi tầm tã luôn đó, nó rơi tầm tã luôn. Và như vậy thì nó rơi tầm tã thì nó rơi về đâu ạ? Đây 25, bến đỗ 25 luôn, nên các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng lên đấy là những cái cảnh báo sớm. Các trụ và blue chip thì hiện tại là Vinamilk cũng đang tín hiệu tạo nền khá là tốt này. Mansan thì lúc nãy chúng ta quên phân tích Mansan à, hình như là quên phân tích Mansan hay sao nhỉ, MSN, đúng rồi chúng ta quên phân tích Mansan. Bản thân Mansan khi mà Mansan gãy ở cái nền ở đây các anh chị, gãy ở cái nền đâu đó ở đâu 74 à, 74 thì Hùng Lê đã có những cảnh báo là Mansan sẽ rơi mạnh ở sau đó, và Mansan đã cắm đầu từ vùng 74 và rơi một phát về chạm vùng 50. Hiện tại thì chúng ta đã có những cái cơ sở để chúng ta định lượng lại Mansan, tức là Mansan đã có một cái nền hỗ trợ ở đây, tức là tạo lập ở đây là một cái phiên phân phối giảm, và sau đó thì tạo lập đã lấp lại toàn bộ, và cái cơ sở để chúng ta tiếp tục định lượng là Mansan sẽ đi ngang ở quanh vùng 55.5 đến vùng 57, 55.5 đến vùng 57 trước khi mà hình thành một cái nhịp hồi ở đây. Hiện tại thì những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là dòng tiền thì đang tốt lên. Dòng tiền đang tốt lên và tín hiệu giá thì đang ok, tức là những cái phiên sau, những cái phiên bị sát thương mạnh như này thì Mansan sẽ cần rất nhiều thời gian, Mansan sẽ cần rất nhiều thời gian để tích lũy trở lại, và Mansan sẽ hình thành cái nhịp tăng trở lại khi mà Mansan sẽ lấp được cái vùng này các anh chị nhé. Mansan sẽ hình thành được cái nhịp tăng khi mà Mansan lấp được cái vùng ở đây khoảng vùng 58.5 đến vùng 59. Khi Mansan lấp được cái vùng này, Mansan lấp được cái vùng này thì cũng cái thời điểm đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo, và có thể là khi Mansan lấp được cái vùng đó thì Hùng Lê kỳ vọng là Mansan sẽ đánh chạm vùng 70. Đó, Mansan sẽ đánh chạm vùng 70 ở đây. Hiện tại thì chúng ta cần một phiên Mansan có thể khớp lệnh khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu và đánh break qua được cái ngưỡng này. Khi đó thì chúng ta sẽ có câu chuyện tiếp theo. Còn xu thế hiện tại thì Mansan đang có một cái biên tích lũy nền đi ngang ở quanh nền 55.5 đến nền 57. Ok, MWG thì cũng đã có phân tích rồi, PNG, BWH phân tích rồi. Công nghệ thì FPT phân tích rồi, chúng ta sẽ phân tích định lượng DGW. DGW là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá rằng cơ bản tốt, và đây cũng là một cái mã cổ phiếu hàng đầu về về trong cái lĩnh vực về công nghệ về công nghệ. Và nếu như những anh chị mà xem những bản tin của Hùng Lê thì Hùng Lê cũng đã có phân tích định lượng cái nền hỗ trợ dài của DGW ở nền giá 22. Các anh chị xem lại video trước của Hùng Lê đi. Và một thực tế thì DGW cũng đã chỉnh về vùng 22 ở đây và đang có một phiên hút cầu đánh lên. Về mặt lý thuyết thì là DGW đã có một tuần test và lấp gáp thành công. Test và lấp gáp thành công ở vùng 22.5. Test và lấp gáp thành công ở trên vùng 22.5 và ở đây chính xác là vùng 22.6. Test và lấp gáp ở vùng 22.6 thành công, và cái lực cầu tiếp tục được đẩy vào. Như vậy là xu thế của DGW đang rất là ok. Dòng tiền tiếp tục được đi lên, tín hiệu đường MACD tốt, biểu đồ tần suất tốt. Và đối với DGW thì chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng của DGW ở trên một cái kênh xu thế tổng thể, trên một cái kênh xu thế tổng thể về chiều dài, và sớm muộn gì thì theo như những cái phân tích của ông Lê thì DGW cũng sẽ đuổi kịp thằng FPT thôi. Đấy là kỳ vọng anh chị nhé, và kỳ vọng là dòng tiền sẽ tạo đáy ở đây. Dòng tiền sẽ tạo đáy ở đây, và sau khi mà DGW đánh chạm về vùng 22 thì đã có 2 tuần đánh rút lên. Đây là một cái tín hiệu rất là tích cực, và có thể là cái tín hiệu lình xình này nó còn phải đi ngang một tí nữa, rồi sau đó thì trong cái nhịp từ tích lũy thành công từ nền 22 này thì chúng ta sẽ có một cái target tiếp theo, đó là đánh chạm vùng 28. Bản thân trong cái nhịp nhịp đánh rũ này thì DGW nó đang gọi là đang rũ hết hàng thôi.
Chứ còn lại thì cái kênh xu thế tổng thể của DGW vẫn chưa có những cái gì thay đổi. Vẫn chưa có gì thay đổi và vẫn kỳ vọng một cái nhịp tăng DGW. Trong tuần tới thì DGW khả năng vẫn có một cái xu thế đi ngang ở quanh vùng 23 để tích lũy trở lại, 23 để tích lũy trở lại đây, cần phải hấp thụ được khá nhiều cái lượng hàng đây. Đó, và cần một cái lực cầu đẩy trở lại. Hùng sẽ chờ những cái phiên mà DGW sẽ có những cái phiên bung cầu khoảng tầm 1,5 triệu cổ phiếu một phiên. Đây, sẽ có những cái phiên mà cầu lên như này, đó. Sẽ chờ những phiên như vậy để chúng ta có được những cái tín hiệu xác nhận. Và đối với DGW thì những cái tài khoản mà đang nắm giữ thì chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng tỷ trọng sau khi mà Hùng Lê có những cái tín hiệu khuyến nghị ở trên Zoom. BMP đã phân tích rồi, chúng ta xem Nhựa Tiền Phong xem nào. Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong thì chúng ta cũng sẽ nhìn ở trên những cái góc độ như này, tức là Hùng vẫn đang kỳ vọng là Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tạo nền ở đây, tạo nền ở vùng giá 30 à. Nhựa Tiền Phong hình như mới chia anh chị nhé, mới chia. Hùng không biết là chia bao nhiêu nhưng mà mới chia và sẽ kỳ vọng ở cái nền này thì cổ phiếu sẽ test tích lũy thành công và sẽ hình thành một cái nhịp tăng, một cái nhịp tăng ở đây. Đối với mã cổ phiếu này thì về cơ bản là cũng gọi là đánh trend dài thôi. Nhịp tăng ở đây chạm lại, úi rồi chạm lại về cái ông 37-38 này là coi như ông lại đạp xuống này đó. Cứ cổ phiếu đánh trend dài là cứ chạm hỗ trợ thì chúng ta mua, chạm kháng cự chúng ta bán đó, không có gì khó khăn cả. Ok, chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ, ví dụ như hai đi, hai có cái gì không ạ? Đối với hai sau những cái nhịp đánh trả như thế này thì Hùng Lê cũng đang có những cái điểm vòng lại, những cái điểm vòng lại của hai ở đây, đó là đang dự một cái tọa độ ở vùng giá 2.4, dự một cái tọa độ ở vùng giá 2.7, dự một tọa độ ở vùng 2.7 và có thể một cái tọa độ cuối cùng của hai đó là vùng 2.0. Ở một số các anh chị là ngày hôm qua có hỏi Hùng Lê có mua không, thì Hùng quan điểm Hùng là hai sẽ chưa đạt điểm mua, và cái vùng 2.7 này thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta bỏ, bởi vì cái quan điểm vùng 2.7 nó cũng sẽ phải chưa là điểm mạnh. Và trong cái nhịp này thì chúng ta sẽ chờ có thể đây T+3 này, T+3 thì nó đánh rũ về đây, sẽ tiếp tục đánh rũ về đây, và cái nhịp 2.4 thì chúng ta sẽ quan sát ở đây, một điểm ở đây và một cái điểm ở đây là vùng 2.2 đối với mã cổ phiếu 2. Đối với dòng đầu cơ thì chúng ta không nên vội vàng các anh chị nhé, chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta phải chờ những cái điểm hỗ trợ, còn chúng ta vội vàng chúng ta sẽ mua phải những cái điểm mà nó sẽ rất là nguy hiểm đó. Đó, ví dụ như AMD hôm nay mà ai mua trần là dính trưởng này. Đó, AMD thì Hùng đang đánh một cái tọa độ ở vùng 1.9 và một cái tọa độ thứ hai nữa chúng ta cũng có thể tính toán đến là có thể vùng 1.9 bị gãy thì sẽ là khoảng vùng 1.75. Đó, hai cái tọa độ này. Và chúng ta sẽ chờ AMD về ở hai cái tọa độ này thì lúc đó chúng ta sẽ tính toán, đúng không ạ? Chúng ta không phải gì phải vội cả. Một cái nhịp trước mà Hùng Lê phân tích AMD thì ở bên kia triền dốc thì đã phân tích rồi, và bên này thì chúng ta cũng sẽ về bình tĩnh. TSC thì như thế nào? TSC thì hiện tại là tạo lập đang kéo lình xình ở đây, thì điểm 2.67 này các anh chị nhé, điểm 2.67 một số các anh chị cũng có hỏi Hùng, thì có thể là chúng ta mua ở vùng 2.67 và chúng ta sẽ chờ cổ phiếu về đến tài khoản. Khi về đến tài khoản thì chúng ta sẽ có hai tình huống, nếu như gãy vùng 2.4, nếu chạm đến vùng 2.4 thì nó cả nhà chạm đến vùng 2.4 thì chúng ta sẽ mua tiếp một cái nhịp nữa. Thì cơ bản là trong cái giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá là TSC khả năng là vẫn ok hơn. TSC vẫn ok hơn ở vùng ở những cái điểm mua này. Còn nếu mà gãy tiếp thì chúng ta sẽ cắt thôi, bởi vì là khi mà như vậy, khi mà gãy tiếp tức là vùng 2.4 mà nó cũng sau khi chúng ta mua về đến tài khoản mà nó bị gãy tiếp thì như vậy là cổ phiếu sẽ về đến vùng khoảng 1.7. Tức là chúng ta phải chấp nhận đấy là cái điểm sai của chúng ta. Đó, thì khi mà chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta luôn phải chuẩn bị sẵn những cái tình huống cơ bản như vậy. TGG thì tạo lập ở cái giai đoạn này nó hơi kém tắm. Tuy nhiên là đến đây tạo lập của TGG thì 1.8 lại đánh chạm 1.8, và đánh giá rằng là 1.8 này thì lại đánh lên vùng 2.2.
những cái đoạn này thì Tạo Lập đang cần 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 đánh để gọi là đánh lên đánh xuống để cho nó giống như kiểu là tập sự ấy, gọi là đánh nháp thôi. Những cái nhịp này đang đang đánh 1.8 anh chị có thể mua và gặp kháng cự đây, ngắn ngắn thế này thôi, đánh 2.2 là bán đấy. Và hàng đầu cơ thì chúng ta cũng không không nên mua nhiều anh chị nhé, chúng ta mua một cái góc độ vừa phải. ASM DLG FLC, ASM. Đối với ASM thì chúng ta nên nhìn ở như một góc độ như này, tức là cái bản thân của cái tạo lập của ASM ấy, là mà chúng ta mua theo những cái phiên xanh thì thường là chúng ta sẽ rất là khó chịu và sẽ bị đánh rũ luôn. Còn chúng ta chạm những cái hỗ trợ thì chúng ta mua, thì bản thân là ASM trong cái giai đoạn hiện tại thường đánh giá rằng cái nền 6.5 này là cái nền hỗ trợ này đó, nền hỗ trợ này, và sau một cái nhịp đánh dẫn lên như này thì cổ phiếu này đang rũ rũ hàng, và khả năng thì chúng ta cứ canh đi vùng 6.5 dùng lên, khả năng là vùng 6.5 ổn đó. Nếu mà chúng ta mua thì chúng ta cứ canh vùng 6.5, đặt chờ vùng 6.5 và thậm chí là có thể vùng 6 một tí, tức là chúng ta đã chia nhỏ điểm mua ra, nhưng mà cái điểm mua vị thế đầu tiên là vùng 6.5. Và hiện tại thì ASM đang đánh ở trong một cái kênh xu thế hẹp và chúng ta chạm hỗ trợ chúng ta mua thôi, chứ chúng ta không nên đua theo những cái phiên xanh như này đó. Đua theo những phiên xanh như này thì chúng ta sẽ bị lỗ trong ngắn hạn. Cái cách đánh của ASM là như vậy. DLG thì quá khỏe luôn. Chúng ta nhìn ở trên một cái tổng thể như thế này thì DLG trong lịch sử tạo lập thì DLG cũng đã có một nhịp đánh ở đây cũng khá là đẹp, gần tăng 100%. Và sau đó thì DLG đã có một cái nhịp giảm dài, xong thì DLG đã có một cái nhịp ở đây, nhịp tích lũy đi ngang rất là đẹp ở đây, ở quanh vùng 1.5. Sau một cái nhịp tích lũy đi ngang như vậy thì DLG đã có 2 tuần đánh lên, 2 tuần đánh lên, và bản thân thì Hùng Lê cũng đang chờ chờ ở một cái nhịp chỉnh, ở một cái nhịp chỉnh ở khoảng vùng 1.75 đến vùng 1.8. Tuy nhiên là mãi không thấy chỉnh mà vẫn cứ thấy kéo lên, thì kéo lên như này thì Hùng đã có những cái khuyến nghị ở trên room là nếu mà như vậy thì chúng ta thôi để tránh bị lỡ nhịp thì chúng ta vùng 1.9 chúng ta vào vị thế trước đi đó, và ví dụ khi vào xong mà không may cổ phiếu nó về đến vùng 1.75 thì chúng ta sẽ có những cái nhịp tính toán tiếp theo. Và hiện tại thì DLG cũng đang có một cái nhịp tăng khá là mạnh, và cái vùng cản ở trước mắt hiện hữu ở trước mắt thì ở khoảng vùng giá 2.45, 2.45 đến vùng 2.5 ở đây, 2.45 đến khoảng vùng à đây 2.5 đó, tức là khoảng trước mắt thì cái vùng vùng này là sẽ là vùng kháng cự của cổ phiếu anh chị nhé, vùng kháng cự này vùng này sẽ là vùng kháng cự của cổ phiếu, thì chúng ta mua được ở vùng 1.9 thì có thể chúng ta canh lên đó để vùng chốt. Nhưng mà về 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 mặt thế trận thì vẫn kỳ vọng là cổ phiếu này chỉnh chỉnh ở vùng 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 1.75 này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, và nếu như chỉnh về đến vùng này mua thì hợp lý hơn, FLC, HAG. FLC thì chúng ta sẽ nhìn như thế này, tức là FLC thì trong một cái giai đoạn tạo lập kéo lên, tức là bản thân FLC thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì nó đang bị ảnh hưởng bởi bởi ông anh rốt đúng không ạ, 4.5. Ông anh rốt là ông ấy cứ sàn sàn liên tục, thì bản thân là FLC thì sau một cái nhịp đánh vun lên ở đây, tức là một tuần đánh vun lên thì FLC đã có một nhịp lấp gáp ở đây. FLC thì chúng ta sẽ quan sát ở hai vùng, ở vùng 4 và vùng 4.5. Thì về cơ bản là vì cái hiệu ứng của rốt nên là FLC đang có một cái nhịp đánh xuống và chạm vùng 4.5, thì đánh giá rằng là trong cái nhịp này thì vùng 4.5 cũng là cái điểm tựa khá là chắc của FLC ở trong cái nhịp này. Bởi vì tạo lập thì đang muốn đánh lên, khả năng cao là FLC sẽ có một nhịp đánh lên, và cái nhịp đánh ngắn thì sẽ chạm lại được, đang kỳ vọng lại đánh chạm lại được ở khoảng vùng 6, vùng 5.5, 5.5 đến vùng 6, khả năng là sẽ đánh chạm lại được cái vùng này, thì vẫn kỳ vọng ở FLC như vậy. Các cái điểm mua thì chúng ta cũng không khuyến nghị, bởi vì là FLC thì trong cái đoạn giai đoạn này anh Quyết anh đánh nó cũng hơi khó chịu. Hoàng Anh Gia Lai thì cũng là cái thời điểm này thì chúng ta cũng đã có thể phân tích những cái định lượng ở đây.
Tín hiệu tạo nền ở vùng 3.88 đến vùng 4 và hiện tại thì có hai phiên đánh lên cầu khá. Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận ở vùng 4.4. 4.4 sẽ gặp cản khó ở đây, sẽ gặp cản khó ở đây. Như vậy là những cái nhịp đánh của Hoàng Anh Gia Lai nó cũng chỉ là những cái nhịp đánh ngắn thôi. Những đánh ngắn ngay anh chị nhé. Chúng ta tránh những nhịp đua giá xanh, tránh những nhịp đua giá xanh ở gặp nền hỗ trợ thì chúng ta mua và gặp kháng cự chúng ta bán. ITA sau một cái nhịp chỉnh giảm dài, sau một cái nhịp chỉnh giảm dài thì đến thời điểm hiện tại thì cũng đang có những cái nhịp đánh nền chạm vùng 2.7. Về mặt lý thuyết thì ITA cũng sẽ chưa thể tăng mạnh lại được ngay. ITA sẽ chưa thể tăng mạnh lại được ngay và khi đánh chạm đến vùng 2.9 này thì có thể sẽ chạm lại vùng 2.7 một lần nữa, sẽ có thể lình xình một hai nhịp 2.7 và ông đánh giá rằng là cái nhịp 2.7 này là cái nhịp hỗ trợ thì chúng ta có thể canh mua ở vùng hỗ trợ và cái nhịp này thì kỳ vọng đánh chạm lại vùng 3.1 vùng 3.1 đó thì cũng chỉ là những cái vùng đánh ngắn như vậy thôi. 3.1 ITA. Một số các mã cổ phiếu khác thì cùng sẽ phân tích cổ phiếu Dabaco, SKG và SSC. DBC, bản thân DBC là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng hay nói vui các anh chị, đó là lợn chết nhiều mà sao cổ phiếu lại tăng mạnh thế. Bản thân Dabaco ở trong cái thời điểm này Hùng đã có những cái định lượng từ rất là sớm, từ vùng 22.5, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin của Hùng lên. Từ vùng 22.5 đến vùng 23 thì Hùng đánh giá rằng là Dabaco sẽ là một cái mã cổ phiếu mà khả năng cao là sẽ đánh từ cái vùng này và từ cái vùng đây, từ vùng 22.5 đến vùng 23 này. Sẽ đánh từ vùng này và đánh break lên và trong một cái điểm đến ngắn hạn sau khi mà Dabaco, sau khi mà lợn chết xong rồi thì là lợn sẽ sống trở lại. Lợn sẽ gây đàn trở lại và những cái thức ăn chăn nuôi lại tiếp tục là lên đường đó. Sau một cái nhịp mà lợn chết nhiều mà Dabaco không giảm được, tức là vẫn chỉ loanh quanh ở vùng 22.5 thì đấy là câu nói vui của Hùng Lê. Và trong cái nhịp đánh này, trong cái miếng đánh này thì Hùng đang có những phân tích định lượng từ vùng 22.5 đến vùng 23, có thể đánh chạm vùng 28. Dabaco cũng là một cái mã cổ phiếu rất là hay và chúng ta cũng sẽ canh, cũng chúng ta gọi là có những cái nhịp đánh ngắn từ vùng 22 lên vùng 28, tăng được 6.000 cũng khá tạm ổn. Trong tuần vừa rồi thì Hùng có đưa một cái mã cổ phiếu SKG vào vị trí xuất phát. Thì SKG thì bản thân là Hùng Lê cũng đã có những phân tích định lượng là tại vì sao mà SKG đã có một cái nhịp chỉnh giảm rất là dài. SKG giảm từ vùng 45 và sau đó thì gần như là mất hết toàn bộ và coi như chạm về vùng 10. Và khi chạm về vùng 10 tức là chúng ta mất 40.000 trên 40 chia 50 thì các anh chị cũng có thể thấy được một cái mức giảm thần kỳ như thế nào đúng không ạ? Và đến đây thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng về SKG về kết quả kinh doanh, tức là khả năng thì năm 2018 sẽ là ở 2018 ở 130 tỷ à. Ở năm 2019 thì nó cũng xem thế, tức là đến đây là gọi là nó đáy cổ phiếu và đáy của lợi nhuận, tức là lợi nhuận của 2 năm thì nó cũng chỉ rơi về vùng đó thôi. Và chính vì vậy nên là ở đây thì chúng ta sẽ bắt đầu có được những cái tính toán và những cái kỳ vọng. Thì đây là một cái nhịp đánh nháp. Những cái nhịp đánh nháp này thì thường là chúng ta sẽ không bắt được các anh chị nhé. Những cái nhịp đánh nháp này chúng ta thường sẽ không bắt được. Và chúng ta hãy cứ để cho đánh nháp hết đi. Và cái nhịp đánh nháp này thì có khả năng là maximum sẽ chạm được đến vùng 14. Chạm được đến vùng 14 nhưng khả năng cao với cái tín hiệu tuần như hiện tại thì không về được vùng 14 đâu các anh chị. Về vùng 13 thôi. Về vùng 13 này thì cổ phiếu này sẽ đạp lại. Và sau cái nhịp đạp này thì chính là cái nhịp mà chúng ta sẽ canh để chúng ta vào vị thế các anh chị nhé, vào vị thế thôi chứ còn cổ phiếu này cũng chưa tăng mạnh được đâu ngay đâu. Và chúng ta sẽ chờ ở những cái nhịp chỉnh giảm đẹp thì là ở khoảng vùng 11.8 đó. Ở những cái vùng chỉnh giảm đẹp này thì chúng ta sẽ canh ở vùng 11.8 và đây là một mã cổ phiếu mà như thế nào các anh chị? Một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ canh để đánh sóng dài. Chính vì đánh sóng dài nên chúng ta không nên vội vàng và khi cổ phiếu chạm hỗ trợ thì chúng ta mua, khi cổ phiếu chạm kháng cự thì chúng ta bán và chúng ta sẽ có một cái quá trình phân tích dài đối với mã cổ phiếu SKG.
Ok, như vậy là Hùng đã cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta đã đi phân tích và định lượng toàn bộ tình hình thị trường cũng như phân tích một số các cái mã cổ phiếu trong cái quá trình mà chúng ta phân tích đầu tư, thì SSC cũng là một mã cổ phiếu mà hiện tại thì chúng ta cũng có thể quan tâm đến nó rồi. Những cái tín hiệu tạo nền ở đây chúng ta quan tâm đến vùng 16 đến vùng 16.5 ở đây, vùng 16 đến vùng 16.5. Và hiện tại thì SSC đã có một cái nhịp đánh lên ở đây và chạm với vùng kháng cự này, thì theo như Hùng Lê thì Hùng có thể phân tích là định lượng là sẽ chỉnh lại và tích lũy ở vùng 17.5. Ở vùng 17.5 này chúng ta hoàn toàn có thể tham gia mua vị thế đối với SSC. Thì trong tuần vừa rồi thì do cái sự cố về máy tính, chính vì vậy nên là Hùng Lê đã không thể phân tích và định lượng gửi đến những cái bản tin đến cộng đồng nhà đầu tư. Thì rất nhiều những anh chị cũng có nhắn tin, có gọi điện, có hỏi Hùng Lê, thì Hùng Lê cũng đã báo cáo tình hình như vậy. Ok, cái tuần này thì cái bản tin nó cũng sẽ chưa được trọn vẹn, bởi vì là bản thân thì Hùng đang phải sử dụng một cái máy tính khác để có thể phân tích định lượng. Thì về cơ bản là VN Index của chúng ta tuần tới, phiên thứ hai và phiên thứ ba đầu tuần, thì có thể test lại ở vùng 963 đến vùng 960. Sau đó thì chúng ta sẽ căn cứ những cái tín hiệu thực tế để chúng ta có thể phân tích và định lượng, và Hùng Lê kỳ vọng ở một cái tuần kết tuần ở vùng 975 điểm. Hợp đồng phái sinh thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đội sọc thì đang đánh thì khả năng là sẽ test lại ở vùng 975. Ở vùng 875 này thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng, và ông Lê sẽ liên tục có những khuyến nghị ở trên team. Ông Lê cũng rất mong tất cả những anh chị em của chúng ta sau khi xem những cái bản tin của ông Lê thì sẽ có những cái sự chia sẻ đến với cộng đồng nhà đầu tư, để có nhiều anh chị hơn, có nhiều anh chị nhà đầu tư ở trên thị trường biết đến những cái bản tin của ông Lê, để là có được những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các cái mã cổ phiếu. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị của chúng ta trong một bản tin tuần tới.